bạn đang nghe truyện từ Tiên Hiệp Audio, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Vĩnh sinh, tập 155 ầm ầm. Khi Phương Hàng và Phương Thanh Tuyết tu luyện cùng Thủy Tổ Thánh Vương, rót vào bên trong Tam Đại Pháp Thân. Lập tức tu vi Tam Đại Pháp Thân bất ngờ đột phá được bình cảnh. Vốn dĩ lực lượng của Tam Đại Pháp Thân đã đạt tới 14 kỷ nguyên đỉnh phong, Tam Tôn Liên hợp lại, Tam Nguyên Quy nhất thì đạt tới cảnh giới tu vi 15 kỷ nguyên nhưng hiện tại mỗi một pháp thân đều đột phá lên tới trình độ 15 kỷ nguyên. Nếu hoàn toàn đột phá thì lập tức bên trong kỷ nguyên môn sẽ xảy ra hồi máu tanh mưa máu. Tam đại cao thủ tu vi 15 kỷ nguyên đánh vào bên trong kỷ nguyên môn, Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết tuyệt đối không thể ngăn cản nổi. Đệ tử của kỷ nguyên môn ít nhất cũng phải chết một lượng lớn, thậm chí có thể bị diệt môn. Cho dù là phong bạch vũ, vũ hoàng cũng không phải là đối thủ, gần như chỉ cần ba chiêu hai thức sẽ bị giết chết. Áp chế Phương Hàng cả kinh không ít nhưng hắn vẫn có đối sách, toàn bộ thân thể lấy kỹ nguyên môn làm trung tâm, mượn lực lượng của nguyên giới bố trí đại trận từ trước. Tất cả cao thủ của kỹ nguyên môn gần như vào thời khắc này đều nhận được ý niệm của hắn. Lập tức tất cả cao thủ đều ngồi ngay ngắn trong các trận pháp sâu trong nguyên giới, không ngừng thúc giục tinh túy của trận pháp. Thế giới thụ tạo thành áp lực đưa tới, hồng mông khí ở phía trên hồng mông điện cũng ầm ầm tràn xuống thủy tổ thánh vương ta đã rót mệnh vận lực vào bên trong thân thể ngươi ngươi máu phóng thích bản thân ra cho chúng ta càng nhiều pháp lực đi phương Hàng và phương thanh tuyết đồng thời hành động tâm linh không ngờ bằng đại mệnh vận thuật và ý chí dung hợp làm một của thủy tổ thánh vương xuyên qua trở ngại vô tận tiến vào một nơi sâu không ai biết tới ý niệm của bọn họ dường như đã tiến vào trong cánh cửa vĩnh sinh ầm ầm để ý niệm xuyên qua, với đặc tính không bị cách trở của vận mệnh. Phương Hàng liền thấy một thân thể khổng lồ bị phong ấn. Trong những sợi xiền xích do những luồng khí vĩnh sinh ngưng tụ thành. Mỗi một sợi xiền xích rất to này đều đo khí vĩnh sinh ngưng kết thành. Phương pháp khí vĩnh sinh ngưng kết thành phi thường kỳ quái, do những phù lục rất nhỏ tạo thành. Bên trong mỗi một phù lục đều ẩn chứa 3.000 đại đạo, hằng hà sa số tiên thuật, vu thuật, phật thuật, thần thuật, thú thuật, dường như tất cả những kỷ nguyên văn mình đều ẩn chứa bên trong xiềng xích vĩnh sinh này. Mỗi một đoạn nhỏ trong xiềng xích kia đều ẩn chứa khí vĩnh sinh đủ để hủy thiên diệt địa. Phương Hàng tuyệt đối không thể ngưng kết khí vĩnh sinh với mức độ như vậy. Cho dù là tiên vương cũng không thể. Thân thể cao lớn bị vô số xiềng xích trói buộc như vậy ở trong một vùng hư không không biết tên. Những xiềng xích kia không ngừng khóa lên hình thể hắn, còn khóa cả suy nghĩ, khóa cả nguyên khí và pháp lực của hắn. Mà hiện tại ý niệm của Phương Hàng cũng mang theo mệnh vận lực từ giới thượng giới xa xôi truyền lại, thời điểm này tiến vào. Những xiền xích kia cảm nhận được khí vận mệnh liền lập tức trung rẩy, dường như sắp tan biến. Trong khoảnh khắc đó, thân thể khổng lồ kia bắt đầu kêu lên, không sai, Phương Hàng, mau mau vận dụng lực lượng này giải cứu ta ra. Mệnh vận lực của các ngươi không có khả năng chặt đứt tất cả gồng xiền ở nơi này nhưng lại có thể khiến ta có chút đường sống, khiến ta có thể truyền ra lực lượng càng nhiều hơn. Thân thể thể thần linh cao lớn kia đúng là của Thủy Tổ Thánh Vương, không biết cao tới bao nhiêu ức vạn dặm. Bàn tay vung lên có thể bao trùm vô số vị điện và thế giới, khí tức phun ra, ánh sáng ngưng tụ thành vô số nhật nguyệt, giống như gió lốc vũ trụ quét ngang quá khứ tương lai. Thân thể của Thủy Tổ Thánh Vương thuần túy là tử tinh màu tím, mênh mông vô cùng mang theo khí tức tôn quý vô thượng, sắc mặt cũng uy nghiêm, mang theo khí thế của đế vương, thương thiên đại địa đều phải thần phục dưới chân hắn. Đây là tiên vương vô thượng của tiên vương, ít nhất tu vi cũng trên 20 kỷ nguyên. Nếu chân chính từ bên trong cánh cửa vĩnh sinh đi ra thì chỉ sợ một tay của thủy tổ thánh vương liền có thể bóp chết hoàn toàn Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết cùng toàn bộ đệ tử kỷ nguyên môn không chút khó khăn. Quá cường đại. Tiên vương đây đúng là lực lượng của tiên vương nhưng hiện tại tiên vương bị nhốt trong một không gian không biết trong cánh cửa vĩnh sinh căn bản không có năng lực đi ra chỉ có thể truyền ý chí của mình ra kéo đài hơi tàn thủy tổ thánh vương chúng ta thi triển ra đại mệnh vận thuật giải thoát ngươi khỏi công xiền không phải là chuyện không thể nhưng trước hết ngươi hãy trao lực lượng ra đây đã giờ khắc này phương hàn và phương thanh tuyết liên thủ ý chí vận mệnh đều không thể phá vỡ mệnh vận lực kia vần quanh thân thể, chậm chạp không hạ xuống hòa tan xiền xích. Tốt! Ta lại tặng lực lượng cho các ngươi một lần nữa. Thân thể cao lớn của thủy tổ thánh vương ở sâu bên trong xiền xích rung rẩy. Đột nhiên một số xiền xích tan vỡ ra. Lập tức một luồng ý chí mênh mông hơn cách không dán tới, khiến cho toàn bộ kỹ nguyên môn đều rung rẩy chấn động nhưng luồng ý chí này cũng không phải đưa vào thân thể phương hàn và phương thanh tuyết mà đột nhiên lại đưa vào đại phủ tạo hóa thần khí mà chung kết thánh vương đang cầm tạo hóa thần khí đại phủ đột nhiên lóe lên màu tím quỷ phủ thần công bùng lên chung kết thánh vương hét lớn một tiếng phun ra một nguồn máu tươi hắn đã bị chấn động bị thương phương hàn cẩn thận thủy tổ thánh vương này mưu mô rất sâu mượn mệnh vận lực của các ngươi khiến chân thân của hắn có thể hoàn toàn ra khỏi cánh cửa vĩnh sinh trước thời hạn đó. Vốn chung kết Thánh Vương nghĩ tới chuyện một mình luyện hóa tạo hóa thần khí đại phủ nhưng lại không thể dự đoán được lưỡi búa này bị lực lượng của thủy tổ Thánh Vương hấp dẫn, lập tức hiện ra bản thể, khiến hắn bị trọng thương. Trăng rắc Lưỡi búa khổng lồ trực tiếp bay vào tế đàn bên trong, rơi xuống tay của thủy tổ Thánh Vương mà thân thể đang ở trung ương kia. Tự nhiên phủ hôm nay ta sẽ khiến ngươi thể hiện một chút lực lượng chân chính của ngươi. Năm đó sau khi ngươi chặt đúc thế giới thụ đã phải tịch mịch rất lâu. Hôm nay ta sẽ không để ngươi tịch mịch nữa, thời điểm chúng ta hùng bá chư thiên bắt tới rồi. Soạt. Thủy tổ thánh vương nắm đại phủ trong tay, không ngờ lại dơ cao lên, bổ một búa xuống phương hàng và phương thanh tuyết. Ông. Toàn bộ kỷ nguyên thành gần như bị một búa này chấn động suýt nữa là dập nát những cao thủ chủ trì đại trận như Vũ Hoàng, Phong Bạch Vũ, Tam Đại Vu Sư, Dạ Đế Thiên Quân, Nhân Hoàng Bút đều phun một nguồn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, mắt hoa lên, hơi thở hỗn hển. Những thiên quân tu vi còn nông cạn giống như tinh vân bảo bảo vừa thăng cấp, già lam, long huyên đều không chịu nổi, thân thể nổ tung, lọc vào một kích cực mạnh này. Muốn chết. Thủy tổ thánh vương, ngươi không ngờ dám ám toán ngươi cho rằng ta không phát hiện ra ý đồ của ngươi sao? Vào giờ khắc này Phương Hàn đã sớm hiểu rõ âm mưu của Thủy Tổ Thánh Vương, đột nhiên đứng thẳng lên. Năm ngón tay đánh một cái, bàn tay biến thành một trảo của hồng hoang tổ long, mạnh mẽ đánh tới, chặn một kích của tạo hóa thần khí đại phủ. Chát! Một kích của tạo hóa thần khí đại phủ này không ngờ không đánh tan được bàn tay của Phương Hàng. Nhưng Phương Hàng và Phương Thanh Tuyết đều cảm nhận được từ trên đại phủ truyền ra một luồng lực hút, hút lấy mệnh vận lực của mình từng chút một, truyền vào bên trong thời không xa xôi của cánh cửa vĩnh sinh. Trăng rắc, trăng rắc, những xiềng xích trên thân thể sâu bên trong không gian không biết của cánh cửa vĩnh sinh kia đều xuất hiện những vết nứt. Thân thể của Thủy Tổ Thánh Vương lại càng hoạt động được nhiều hơn. Hai mắt hắn mở ra một chút, một mắt tỏa ra nhiệt lượng lớn hơn mặt trời thiên giới gấp trăm ngàn lần. Đồng tử rộng lớn như một thế giới, hắn một của hắn có thể nắm giữ tất cả. Thần. Giọng nói của thủy tổ Thánh Vương từ nơi xa xôi vọng lại, truyền vào Kỷ Nguyên Thành giống như một búa đánh tới. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết liên thủ đánh ra một kích mạnh nhất. Những cổ tự trên thân thể của Phương Hàn thần vật chư thiên thổi quét ra toàn bộ, cuồn cuộn như dòng thác nước, đánh lên trên tạo hóa thần khí đại phủ, không ngờ khóa đại phủ nọ trên không trung mệnh vận lực thao túng linh hồn hủy diệt pháp thân phương thanh tuyết lật tay đánh ra đại mệnh vận thuật vô số mệnh vận lực quấn quanh pháp thân của tam đại pháp thân thủy tổ thánh vương ta nghĩ ngươi sẽ phát động âm mưu của ngươi chậm một chút không thể ngờ lại hành động nhanh như vậy sự kiên nhẫn thật sự quá kém đi chúng ta cùng có thể đối phó với pháp môn của ngươi thật không ta sẽ trấn áp hoàn toàn các ngươi luyện hóa sử dụng mệnh vận lực của các ngươi đột phá xiềng xích các ngươi hiện giờ sắp chết toàn bộ kỷ nguyên môn sẽ nằm trong lòng bàn tay ta giọng nói của thủy tổ thánh vương giống như nắm hết tất cả mọi thứ trong bàn tay đột nhiên tam đại pháp thân tản ra không ngờ trực tiếp biến thành nguyên khí kết hợp với mệnh vận lực của phương thanh tuyết và phương hàn những tiếng loạt soạt liên tục vang lên truyền ra từ phía thời không xa xôi nghe như tiếng xiềng xích gãy nát Công xiền trên thân thể của thủy tổ thánh vương bung ra từng chút một, có thể sử dụng uy lực lớn hơn. Chỉ thấy sau khi tiếng công xiền gãy biến mất, một luồng hào quang màu tím thông thiên từ trên không đánh xuống, toàn bộ đều tăng cường vào tạo hóa thần khí đại phủ. Tam đại pháp thân xoay tròn quanh tạo hóa thần khí đại phủ, ngưng tụ thành hình thể, mỗi người đều chấn động mãnh liệt, không ngờ bắt đầu thăng cấp lên tu vi 15 kỷ nguyên. Không thể để cho chúng thăng cấp, khôi phục, nếu không thì kỷ nguyên thành sẽ gặp đại họa. Thần niệm của Phương Hàng tỏa ra, mãnh liệt vọt lên, toàn bộ thân thể hóa thành một tòa kỷ nguyên thần trận bao phủ lấy tạo hóa thần khí đại phủ và tam đại pháp thân đang thăng cấp kia. Thần trận khổng lồ mang theo vô số thần vật chư thiên và cổ tự, xoay tròn diễn biến ra thế giới của cánh cửa vĩnh sinh. Khí vĩnh sinh xé rách hư không ập tới, không ngờ cũng ngưng kết thành từng sợi xiền xích, giống hệt như xiền xích trong cánh cửa vĩnh sinh, lại được mệnh vận lực tăng cường mà ngưng tụ thành. Thủy tổ thánh vương, đa tạ ngươi. Để ta có thể thấy được một số huyền bí của cánh cửa vĩnh sinh. Chỉ cần nhờ những xiền xích trật tự này là ta đã có thể lĩnh ngộ ra đạo lý huyền ảo vô thường, lại một lần nữa có thể phong tỏa ngươi. Lực lượng của ngươi rót vào tam đại pháp thân, giúp pháp thân đột phá đi. Đột phá tới 15 kỷ nguyên, dung nhập vào bên trong cơ thể ta sẽ khiến lực lượng của ta đột phá được tu vi 16 kỷ nguyên. Phương Hàng nắm tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay. Phương Hàng ngươi cho rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ngươi sao? Ngươi đâu biết là đạo thủy tổ của ta có thể đánh cắp vận mệnh của ngươi. Ngươi muốn dùng kỷ nguyên thần trận luyện hóa ta, lực lượng của ta lại càng ngày càng mạnh mẽ. Bởi vì mệnh vận lực của ngươi sẽ khiến cho gông xiền của ta không ngừng đứt gãy. Ngươi còn cứ chiến đấu với ta như vậy thì chỉ còn cách chịu tử vong thôi, đồng thời còn gặp phải thống khổ vô tận. Tam đại hóa thân của thủy tổ thánh vương bị phương hàng vây trong kỷ nguyên thần trận lại không hề sợ hãi. Tam đại hóa thân này bị vây bên trong tinh thể thần quốc vô tận. Người không hề bị tổn thương chút nào mà ngược lại càng ngày càng tinh thuần. Tạo hóa thần khí đại phủ không ngờ bắt đầu hấp thu kỷ nguyên thần lực. Từng luồng ánh sáng màu tím càng ngày càng mãnh liệt. Phương Hàng và Phương Thanh Tuyết thúc giục mệnh vận lực cũng bị hắn hấp thu, truyền vào trong thời không xa xôi. Ở trong không gian không biết sâu bên trong cánh cửa vĩnh sinh vĩnh hằng có tiếng xiền xích gãy đứt không ngừng vang lên. Quả thực là thủy tổ thánh vương lực lượng vô thượng đang ngày càng tự do hơn, nhìn thấy mà ghê người. Bất luận kẻ nào nghe được được tiếng động này cũng đều lo lắng tới hít thở không thông. Tử quan thông thiên không ngừng rót xuống từ trên bầu trời, đưa vào trong tạo hóa thần khí đại phủ. Quy lực của nó càng ngày càng mạnh, thậm chí lực lượng của tam đại hóa thân càng ngày càng mạnh, bắt đầu lột xác triệt để, khí tức tu vi 15 kỷ nguyên bắt đầu nhộn nhạo trên thân thể của bọn họ. Phương Hàng, ngươi không có chút cơ hội nào đâu. Giọng nói uy nghiệm của thủy tổ thánh vương truyền tới, không hề có chút sinh cơ. Xoạt xoạt xoạt. Trong lúc nguy hiểm mãnh liệt này, sắc mặt Phương Hàng bình tĩnh không chút sợ hãi, giống như đang thưởng thức trà thơm vậy. Xiền xích vĩnh sinh Dưới sự vận dụng pháp lực của hắn khí vĩnh sinh mênh mông như hai đường thuấn di tiến vào bên trong kỷ nguyên thần trận, ngưng kết thành xiền xích, cuốn chặt lên tam đại hóa thân vào tạo hóa thần khí đại phủ. Xiền xích kia thậm chí thẩm thấu vào bên trong thân thể của những người này, bắt đầu phong tỏa nguyên khí của hắn. Vĩnh sinh vô lượng, tồn tại tới thế gian, bất hủ bất diệt, bất tử bất sinh. Thần trận của phương hàng thúc dục. Một luồng âm thanh như thiên âm cuồn cuộn giáng xuống, không ngờ là âm phù truyền ra từ những xiềng xích đo khí vĩnh sinh tạo thành kia. Lần này hắn trải qua ý niệm của thủy tổ Thánh Vương, mượn mệnh vận lực và thần uy vô địch của Tiên Vương, rốt cục cũng đã nhìn thấy một địa phương rất nhỏ trong cánh cửa vĩnh sinh, bắt đầu lĩnh ngộ ra bản chất của cánh cửa vĩnh sinh. Kết cấu xiềng xích vĩnh sinh kia rất tinh vi, thần lực phức tạp rất nhiều tiên thuật đều khiến hắn có được những kiến thức mà trước giờ chưa từng có. Con đường tu luyện trước mắt hắn mở rộng, gần như chạm tới 16 kỷ nguyên. Mỗi lần gia tăng tu vi lên một kỷ nguyên không nhất định phải cần nguyên khí và thần vật mà là ngộ đạo của bản thân. Nếu không có ngộ đạo thì có nhiều thần vật cũng không thể tăng tu vi lên nữa. Đương nhiên cho dù là ngộ đạo cũng cần nguyên khí rèn luyện bổ sung. Gãy cho ta Thủy tổ thánh vương liên tục cười lạnh, tiếng cười vang vọng đất trời, đại phủ vung lên phá tan không gian, làm núi sông sụp đổ. Xiền xích của phương hàng đều bùng nổ gãy nát. Phương hàng không hề bị đả động, chân thân hiện ra phía trước tạo hóa thần khí đại phủ, đánh ra một chưởng. Chưởng kình không ngờ giống lưới búa như đúc. Cánh tay hắn cũng biến hóa thành hình thể của đại phủ khiến cho người ta cảm thấy nhưng hai tạo hóa thần khí đang đối kháng vậy. Ông! lại một tiếng chấn động vang lên. Sau đó dao động liên tục truyền ra, kỷ nguyên thần trận bành trướng rồi lại thu nhỏ lại, dùng trăm phương ngàn kế áp bức. Phương hàng hóa thân thành tạo hóa thần khí đại phủ chân chính giao chiến, không ngờ lại đánh bật tam đại hóa thân liên tục lui lại phía sau. Ngươi cho rằng bắt chước được đại phủ của ta thì có thể có lợi thế sao? Tam sinh hợp nhất. Thủy tổ thánh vương truyền pháp lực và ý niệm ra trong khoảnh khắc tam đại pháp thân liền ngưng tụ lại hóa thành thân thể giống hệt thủy tổ thánh vương cả người màu tím như tử thủy tinh khí tức tôn quý ập tới gần như có huyền cơ vô lượng quỷ thần khó lường vậy thân thể này cầm đại phủ trong tay suy diễn ra võ đạo quỷ phủ thần công mỗi lần đánh tới đều như sắp xé rách của kỷ nguyên thần trận cửu cửu chí tôn đột nhiên vào lúc này một luồng sáng xâm nhập vào bên trong kỷ nguyên thần trận đó là Phương Thanh Tuyết cùng cửu cửu chí tôn thân thành hợp nhất hóa thành một chiêu, cửu cửu chí tôn sát đạo anh kích thủy tổ thánh vương từ phía sau. Thủy tổ thánh vương cũng không thèm nhìn tới, cánh tay vung lên tự nhiên vô cùng, đánh thẳng từ trên cao xuống, đánh lên một kích tất sát của Phương Thanh Tuyết. Thân thể Phương Thanh Tuyết chấn động, bị phản chấn đánh ngược lại hóa thành chân thân, liên tục quay cuồng, gần như không thể cố định được thân thể của mình. Vận mệnh huyền bí trong lúc nàng quay cuồng, thân thể vẫn bảo trì sự cân bằng, giống như một con thần long bay ngang bầu trời, ổn định lại liền đánh ra đại mệnh vận thuật. Đại mệnh vận thuật lần này nàng đánh ra là hỗn hợp của ba ngàn đại đạo. Không sai, công kích lần này của nàng không ngờ thi triển toàn bộ ba ngàn đại đạo, lấy đại mệnh vận thuật dẫn đầu. 2999 đạo đạo này ngưng tụ thành một dòng thác, hóa thành một đạo kiếm quang, đao ngân, hóa thành một quỷ tích của trời cao đánh tới giờ khắc này phương thanh tuyết quả thực giống như bậc thích khách vương giả dưới sự giận dữ năm bước đổ máu đánh thẳng tới điện phủ của tiên vương chém tới thánh tổ trong hư không xoẹt một vết thương rất dài xuất hiện phía sau thân thể của thủy tổ thánh vương máu tươi màu tím phun ra như suối điện mẫu thiên quân thủy tổ thánh vương không thể ngờ nổi là phương thanh tuyết bị hắn đánh bật lại lại có thể quay trở lại ngưng tụ ba ngàn đại đạo làm một đánh lên thân thể hắn khiến hắn bị thương. Nếu là chân thân của ta thì không bao giờ có chuyện bị thương. Một chút công kích nho nhỏ đó của ngươi ngay cả lông tóc ta cũng không thể dùng tới. Hóa thân này quá yếu ớt rồi. Một luồng thần lực của thủy tổ thánh vương truyền từ không trung, vượt qua thời không truyền tới hóa thân này. Tất cả vết thương đều khôi phục toàn bộ, thần lực tăng tiến vùng vụt. Chát, Đúng lúc này thì thân thể quỷ bí của Phương Hàng từ bên trong kỷ nguyên thần trận cũng ngưng tụ ba ngàn đại đạo trở thành một mũi nhọn đánh lên đỉnh đầu của thủy tổ thánh vương, một thần thông như cầu vòng vắt ngang bầu trời. Còn mong đã thương ta sao? Ánh mắt thủy tổ thánh vương trợn lên, đại phủ liên tục phun lên, mỗi một đòn đều có thể phá tan thiên địa, va chạm với thân thể của Phương Hàng. Hai người đại chiến, tiên vương võ đạo đối kháng, không ngờ lại cân tài cân sức. Phương Thanh Tuyết cũng không ngừng lại. Ở bên trong Kỷ Nguyên thần trận tìm kiếm sơ hở của Thủy Tổ Thánh Vương. Thân thể của Thủy Tổ Thánh Vương càng ngày càng lớn, cuối cùng gần như luyện hóa vô số tinh thể thần quốc của Kỷ Nguyên thần trận. Thủy Tổ Thánh Vương kia dường như sắp chân chính rũ bỏ được xiềng xích, lực lượng truyền ra càng lúc càng nhiều. Tam đại pháp thân lúc này đã được củng cố hoàn toàn, đều đạt tới tu vi 15 Kỷ Nguyên hơn nữa nắm giữ tạo hóa thần khí đại phủ cộng lại tương đương với bốn cao thủ 15 kỷ nguyên vây công phương hàng. Cho dù là kỷ nguyên thần trận cũng gần như không thể ngăn trở được nữa. Phá cho ta. Thủy tổ thánh vương đứng thẳng dậy, chém ra một búa, không ngờ đánh thiên tán quan thoát khỏi mắt trận. Sau đó đại phủ của hắn lại giáng xuống, đánh bay rất nhiều thần vật ra khỏi quỷ đạo. Kỷ nguyên thần trận gặp phải tai nạn hủy diệt, sắp sửa sụp đổ. Thu thân thể phương hàng chuyển động, thu tất cả vào trong thân thể. Kỷ nguyên thần trận hợp nhất. Hắn vất tay một cá, vô số khí vĩnh sinh ngưng tụ thành một chút nguyên khí, đánh thẳng tới thủy tổ thánh vương. Thiên nguyên nhất kích. Ha ha. Thiên nguyên nhất kích, đạo thuật của hồng mông lão nhi năm xưa đã thương ta, giờ còn muốn đã thương ta sao? Đúng là quá buồn cười. Thủy tổ thánh vương nhìn thấy thiên nguyên nhất kích này, đại phủ dơ ngang ra, xoay tròn như cối xay gió, phát ra khí tức hủy diệt khắp nơi nơi, phương hàng, hôm nay ta muốn hủy diệt hoàn toàn kỷ nguyên môn. Tất cả đệ tử nơi này đều phải chết, gà chó không tha. Còn cả ngươi và điện mẫu thiên quân cũng đều sẽ trở thành tế phẩm của ta, cắn nuốt các ngươi xong thì tu vi của ta sẽ lại càng đạt tới mức độ vô thượng. Vút! Hắn vận chuyển thần thông, khiến thiên nguyên nhất kích chưa tới người hắn đã bị động lại, tiến gần từng tấc về phía trước nhưng không thể tới gần thân thể hắn. Cho dù là hồng mông lão nhi tự mình tới đây thì lần này cũng chẳng còn đường về. Thủy tổ thánh vương cười điên cuồng, đại phủ xoay chuyển, ông. Nguyên điểm của thiên nguyên nhất kích bị phản chấn bắn ngược lại, tốc độ và lực lượng còn mạnh hơn vừa nãy. Hồng mông đạo nhân. Phương Hàng đột nhiên tỏ ra ngưng trọng, ý niệm truyền ra, ta biết ý niệm của ngươi đã chú ý tới nơi này. Con gái linh lung của ngươi chuyển thế đã trở thành thê tử của ta. Sau này ta cũng sẽ có hồi báo cho ngươi, cùng nhau liên thủ giết chết phân thân này của thủy tổ Thánh Vương đi. Ngay khi ý niệm của hắn vừa phát ra thì đột nhiên từ trong hư không có một luồng khí hồng mông giáng xuống. Khí hồng mông này đặc hơn cả sắt thép, trực tiếp đánh lên thân thể Phương Hàn. Một giọng nói truyền vào trong thức hải của Phương Hàn, "Phương Hàn, không ngờ ta không thể gạt ngươi." vừa rồi thần niệm của ngươi vận dụng mệnh vận lực tiến vào trong cánh cửa vĩnh sinh chắc đã cảm giác được khí tức của ta con gái của ta trở thành thê tử của ngươi là phúc duyên của nàng lần nguy nan này thật ra ngươi có thể hoàn toàn hóa giải nhưng lại muốn thử xem ta rốt cuộc phải là địch nhân hay bằng hữu của ngươi phải không chút kế nhỏ này ta còn không hiểu sao ta sẽ giúp ngươi một tay mau chóng đánh chết thủy tổ thánh vương sau đó luồng khí hồng mông kia kết hợp với nguyên khí trên thân thể của Phương Hàn, đột nhiên hiện ra một chỉ. Thiên nguyên điểm nhỏ bé kia bị Phương Hàn thu hồi, xoay chuyển trong cơ thể hắn một vòng rồi phun ra. Ầm ầm. Toàn bộ thời không đều bị áp suất cao độ. Phía trên thiên nguyên điểm kia xuất hiện bóng dáng của hồng mông điện. Mà hồng mông điện bên trong kỷ nguyên thành liền hoàn toàn biến mất. Đó là ý niệm của hồng mông điện, liên thủ với phương hàng phát ra thiên nguyên nhất kích. Chát. Một điểm thiên nguyên này xuyên qua thời không, trực tiếp đánh lên phía trên đại phủ của thủy tổ thánh vương, không ngờ xuyên qua, đục thủng một lỗ trên người thủy tổ thánh vương. A, à, hồng mông lão nhi, không ngờ ngươi dám ám toán ta. Ngươi quả thực là muốn chết rồi. Đột nhiên trong lúc này, Phương Hàng không ngờ kết nối với ý chí của hồng mông đạo nhân, gia tăng lên thân thể hắn. Quy lực của thiên nguyên nhất kích tăng lên gấp 10 lần, trực tiếp đục một lỗ lớn trên thân thể thủy tổ thánh vương. Thủy tổ thánh vương liên tục gào thét, gần như có vẻ thẹn quá hóa giận. Vào thời điểm sơ khai của kỷ nguyên này hắn đã chặt đứt thế giới thụ. Gặp phải thiên nguyên nhất kích của hồng mông đạo nhân khiến bản thân trọng thương, hiện giờ không ngờ lại gặp phải ám toán của đối phương, hơn nữa tình huống như dẫm phải vết xe đổ ngày trước, quả thực là khổ sở muốn học máu. Tự nhiên phủ chém đứt công xiền, thần thượng chỉ, thủy tổ lực thân thể thủy tổ thánh vương sụp đổ nhưng hắn lại chẳng hề sợ hãi đột nhiên bay lên lực lượng toàn thân dung hợp lại ý đồ tự chữa thương thủy tổ thánh vương ngươi lúc này mới nghĩ tới chuyện chữa thương thì thật sự đã quá muộn tu vi của ta căn bản ngươi không thể đoán ra cho dù không có hồng mông đạo nhân hỗ trợ ta cũng có thể đánh chết ngươi chỉ là phiền toái hơn mà thôi hiện giờ ngươi sắp sửa sụp đổ chết đi cho ta Tam đại pháp thân của ngươi lúc này đều có tu vi 15 kỷ nguyên sẽ bị ta thu lấy làm thuốc bổ cho bản thân. Hôm nay ngươi ám toán ta, mượn dùng mệnh vận lực của ta, ngày sau ta tu thành tiên vương, đợi tới lúc thiên địa đại hủy diệt sẽ là lúc ta đáp tạ ân tình ngày hôm nay của ngươi. Hoàn toàn hủy diệt ngươi. Phương Hàng làm sao có thể cho thủy tổ thánh vương cơ hội ngưng tụ lại một lần nữa chứ? Hắn bay lên, toàn thân đột nhiên biến hóa, tinh thể thần quốc cũng hóa thành những pháp tắc đại đạo, thúc giục quỷ thần. Kỷ nguyên thần trận phát huy tới cực hạn. Ở trung ương có dòng sông vận mệnh lơ lửng trong hư không, bùng nổ chấn động. Hư ảnh của cánh cửa vĩnh sinh liền hiện ra từ trong dòng sông. Vô số thần vật chư thiên, các loại tiên khí thánh phẩm đều xoay tròn xung quanh cánh cửa vĩnh sinh. Lâm binh đấu giả. Nhân hư, khoảng không, diệt từ miệng phương hàng liên tục bay ra các loại cổ tự dường như biến thành một thiên văn chương mỗi thiên có thể khiến cho người ta tu luyện tới đại đạo vĩnh sinh vậy ầm ầm miệng hắn đọc văn chương cái thế tay nắm thiết quyền vô địch một kích hung mãnh tỏa ra uy lực còn mạnh hơn thiên nguyên nhất kích vừa rồi thiết quyền xuyên thủng hư vô hung hăng nện lên bề mặt của tạo hóa thần khí đại phủ đại phủ phát ra tiếng vang như đại hồng chung thân thể tử tinh do tam đại pháp thân của thủy tổ thánh vương ngưng thành sụp đổ từng tất một, hổ khẩu chảy máu tươi đầm đìa. Tạo hóa khởi nguyên chân lý, tam quyền hợp nhất. Phương Hàng được thế không đừng lại, bước chân chấn động đạp tứ cực, lại đánh ra một quyền nữa. Trên thân thể hắn lóe lên bóng dáng của tam đại tiên vương, quyền phong bùng nổ, một tất đánh ra như thiên nhai cách trở. Một tiếng đổ lớn lại bùng lên, bàn tay của Phương Hàng va chạm với đại phủ tạo hóa thần khí đại phủ kia phát ra tiếng gào thét, không ngờ bay vọt lên, rời khỏi bàn tay thủy tổ thánh vương. Thanh tuyết Thân thể phương hàng nhán lên một cái, phương thanh tuyết hiểu ý liền hội tụ với cửu cửu chí tôn thân thành, biến thành một dòng nước tiến vào bên trong thân thể phương hàng. Lập tức thân thể của hắn cao lớn hẳn lên, năm ngón tay duỗi ra, khiến vũ trụ như trở thành đồ chơi trong tay hắn. Nhị nhị hợp nhất, phong. Ầm ầm, Phương Hàng và Phương Thanh Tuyết hợp nhất, vi lực tăng vọt, xiền xích tràn ra ngang trời. Mệnh vận lực thao túng khí vĩnh sinh lại liên kết thành lao ngục, từ bốn phương tám hướng nhốt thủy tổ thánh vương lại. Phương Hàng, ngươi giỏi lắm. Tuy nhiên ta sẽ không cho ngươi sống tốt đâu. Phân thân này của ta ngươi cũng đừng mơ đoạt được. Thần thượng chi thần, linh hồn ký thác. Thủy tổ thánh vương thấy sắp bị phong ấn thì đột nhiên cả ngươi không ngờ bắt đầu thiêu đốt hừng hực biến thành một đám lửa màu tím như lưu tinh ở trong lao ngục, lao thẳng về phía Phương Hàn. Xì. Đám lửa màu tím này tiến vào trong mi tâm của Phương Hàn, cùng lúc đó khiến thân thể của hắn bất ngờ trở thành màu tím. Mọi người đều ấy được trong thân thể của Phương Hàn xuất hiện một linh hồn, trông giống thân ảnh của hắn như đúc. Nhưng sau đó thân ảnh này giống như bị người ta khống chế, không ngờ hóa thành gương mặt của Thủy Tổ Thánh Vương hai giọng nói khác nhau vang lên từ trong linh hồn Phương Hàn. Ha ha! Ha ha! Thủy Tổ Thánh Vương cười to, Phương Hàn, người chắc nằm mơ cũng không thể ngờ rằng ta đã tìm hiểu được huyền cơ trong cánh cửa vĩnh sinh, tu thành một môn đạo thuật có thể ký thác linh hồn, biến hóa thành mọi người, gieo hạt giống trong tâm, kết hợp với kẻ đó. Hiện tại linh hồn của ngươi đã là của ta, nếu muốn giết ta thì cũng như giết ngươi ta sẽ từ từ thao túng thân thể ngươi. Nằm mơ. Thủy tổ thánh vương, cho dù linh hồn của ngươi dung hợp với ta thì cũng không có chút tác dụng, chỉ có thể trở thành thuốc bổ cho ta thôi. Giọng nói của Phương Hàng ác nghiệt truyền ra, không có chút tình cảm nhân loại, ta đang muốn mượn ý chí của ngươi tôi luyện ý chí của ta, hiện giờ lại để ta luyện hóa linh hồn và thân thể ngươi, khiến tu vi của ta đạt tới trình độ 16 kỷ nguyên đi. Ông. Phương Hàng ngồi xuống, trên thân thể xuất hiện những đạo gông xiền. Trong hư không có không biết bao nhiêu khí vĩnh sinh trong nháy mắt di chuyển, tạo thành một hải dương đi tới cạnh hắn. Ngưng tụ thành xiền xích, phong ấn cả thân thể hắn lại. Phương Thanh Tuyết hiện ra ở bên cạnh Phương Hàng, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng, mọi người, lập tức toàn lực thúc giục đại trận nguyên giới, bảo vệ cho môn chủ Phương Hàng luyện hóa linh hồn lạc ấn vào hóa thân của thủy tổ thánh vương cùng tạo hóa thần khí đại phủ. Vâng. Vô địch đệ tử đều hiểu rằng tình huống lúc này rất khẩn cấp, những luồng trận pháp hoa mỹ nhanh chóng được thúc giục. Mỗi một đại cao thủ đều giữ vững vị trí và cương vị của mình. Không cần lo lắng, ta tuy rằng phong ấn bản thân nhưng vẫn có lực lượng chiến đấu một trận. Tuy nhiên hiện giờ ta cũng cần phải bế quan. Chư vị cẩn thận là tốt rồi. Linh hồn của thủy tổ thánh vương giao chiến với ta, thật sự rất đáng chờ mong. Phương Hàn khoát tay, ngồi ngay ngắn ở trung ương của nguyên giới. "Phương Hàn, ngươi muốn luyện hóa ta sao?" Ta không ngừng truyền ra pháp lực của mình từ trong cánh cửa vĩnh sinh ra, ngược lại sẽ luyện hóa toàn bộ linh hồn của ngươi, gạt bỏ ý chí của ngươi. Đột nhiên trong lúc này, từ thân thể của Phương Hàn truyền ra giọng nói của Thủy Tổ Thánh Vương. Cùng lúc đó, trong hư không có một màu sắc hoa mỹ bao phủ xuống. Tử khí sôi trào, lại một lần nữa thấm vào thân thể Phương Hàn. Bổ sung cho sự tiêu hao của linh hồn và hóa thân. Phương Hàn, thân thể của ta có lực lượng vô cùng vô tận, chút lực lượng của ngươi ở trước mặt ta chỉ như muối bỏ bể, thế mà cũng dám chống lại ta sao? Ta muốn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Tốt nhất là ngươi vận dụng mệnh vận lực đi. Càng vận dụng thì gông xiền của ta lại càng gãy nhiều hơn đến lúc đó ta có thể chân chính đi ra từ cánh cửa vĩnh sinh, đùng một đầu ngón tay cùng có thể dí chết ngươi. Giọng nói của thủy tổ thánh vương vang lên muốn lay động lòng tin của Phương Hàng. Thu chết về tay ai cũng còn chưa biết đâu. Phương Hàng nhắm mắt lại, kỷ nguyên thần trận bên trong thân thể bắt đầu thúc giục. Xóa dần tử khí, luyện hóa thần niệm của thủy tổ thánh vương truyền ra từ trong hư không. Cùng lúc đó, toàn bộ kỷ nguyên thành, giới thượng giới đều hoàn toàn bị che đi, để Phương Hàng có thể tu luyện thành công. Lúc này trong lòng Phương Hàng vô cùng bình an, không buồn không vui, tiến vào một cảnh giới yên lặng, ở bên trong thức hải tại linh hồn hắn có một thân thể cao lớn cũng đang ngồi ngay ngắn, không ngừng suy diễn ra các loại chiêu thức, quanh kích lên linh hồn hắn. Đó chính là ý đồ sát phạt của Thủy Tổ Thánh Vương, muốn đánh tan hoàn toàn ý niệm của Phương Hàng. Mà bên trong thức hải lúc này, linh hồn phương hàn cũng đồng thời thi triển ra võ học tuyệt thế giao chiến với thủy tổ thánh vương hiện tại hắn đang giao thủ với một kẻ tương đương tiên vương mỗi một lần va chạm linh hồn giao phong thì linh hồn hắn lại cô động hơn một phần ý chí của hắn lại kiên cường hơn một chút hơn nữa hắn loáng thấy được một chút huyền bí của cánh cửa vĩnh sinh bên trong ý niệm của thủy tổ thánh vương truyền ra phương thanh tuyết bảo vệ bên cạnh phương hàn không ra tay trợ giúp mà để hắn tự mình đối kháng nàng biết giờ khắc này phương hàn và thủy tổ thánh vương giao chiến tuy rằng nguy hiểm nhưng lại rèn luyện ý chí bản thân rất nhiều nếu thông qua giao chiến linh hồn mà ngay cả thủy tổ thánh vương cũng không làm gì được phương hàn thì không phải là ý chí của hắn có thể so được với tiên vương sao như thế thì tu luyện sẽ tốt tới đâu ngay từ đầu khi giao chiến trong thức hải thân thể phương hàn run rẩy nhưng thời gian trôi qua pháp lực của hắn càng ngày càng mạnh, cảnh giới càng ngày càng cao, áp chế toàn bộ dòng khí màu tím xuống. Thủy Tổ Thánh Vương cùng không còn khả năng khống chế được thân thể hắn nữa. Hắn thật giống như đã giết chết kiếp, trước kiếp này của Tiên Vương, ý niệm lóe lên. Khí vĩnh sinh quanh thân thể hắn sôi trào, càng ngày càng đậm, mênh mông như biển rộng. Phương Thanh Tuyết thậm chí thấy được khí vĩnh sinh vô cùng vô tận trong hư không xảy ra biến hóa về kết cấu ngoài phần đã hóa thành xiền xích lao tù ra thì đều biến thành đang được cao cấp hơn cả tiên vương đan, phù văn, văn tự, ngàn vạn môn hộ. Khí vĩnh sinh có thể diễn biến ra tất cả, chỉ cần cảnh giới đủ cao là có thể thao túng hoàng mỹ chúng, thậm chí có thể cô động thành tiên khí thánh phẩm. Thủy tổ thánh vương thuần túy là giúp hắn tôi luyện. Nếu lần này hắn vượt qua, chiến thắng ý chí và võ học của thủy tổ thánh vương thành công thì có thể nói phương hàng sẽ uy chấn chư thiên. Tiên vương không ra mặt thì không ai dám tranh đấu với hắn. Ngay lúc Phương hàng đang giao chiến với Thủy Tổ Thánh Vương thì ở bên trong Càng Không Thành, Hoa Thiên Đô cũng đang tu luyện khắc khổ. Càng Không Thành, đây vẫn là đại thành trì lớn nhất trong trăm ngàn vạn thành trì của giới thượng giới. Mỗi giờ mỗi khắc đều có vô số tu sĩ tiến vào mua thần vật, sử dụng Tiên Vương Đan. Đến lúc này tất cả tu sĩ tiến vào Càng Không Thành đều truyền tin về đại hội đấu giá lần đó còn có người ra gia 20 tỷ tiên vương đang mua thiên địa huyền môn, còn cho rất nhiều cao thủ ở đó 2 triệu đang dược. Hình tượng của Phương Hàng đã trở thành một thần thoại. Vì chuyện này mà tu sĩ tới càng không thành càng ngày càng nhiều. Rất nhiều thiên quân cũng từ vạn dặm xa xôi đi tới, nhìn xem Phương Hàng có còn ở đây hay không. Hoa Thiên Đô, người gần đây tu luyện tăng trưởng đúng là không tồi. Ở bên trong một mật thất trong càng không thành, Hoa Thiên Đô quỳ trên mặt đất trên vương tọa cao cao là chúa tể càng khôn đang ngồi ngay ngắn hôm nay ta sẽ cho ngươi mượn đùng tạo hóa thần khí hồ lô càng khôn của ta để trợ giúp ngươi luyện hóa pháp bảo bên trong cơ thể đa tạ sư tôn hoa thiên đô nghe vậy vô cùng mừng rỡ vội vàng dập đầu nói chờ đợi đã lâu rốt cục cũng chờ được cơ hội này chúa tể càng khôn Ta tuy bái ngươi làm sư phụ nhưng chỉ là đề mượn đùng hồ lô càng khôn luyện hóa tam sinh thạch và hài cốt của chúa tể nguyên thủy trong cơ thể ta. Mấy ngày nay ngươi vẫn từ chối, hiện giờ không ngờ đáp ứng rồi, không phải là có âm mưu gì khác chứ. Hoa thiên đô tuy quỳ trên mặt đất nhưng trong lòng lại không hề có chút tôn kính với chúa tể càng khôn, ngược lại còn thầm bày mưu tính kế. Hắn đang muốn cướp lấy tu vi của chúa tể càng khôn, sau đó có thể chân chính chống lại Phương Hàng. Phương Hàng, từ bên trong thế tục ngươi đã áp bức ta nhưng hôm nay ta luyện hóa hài cốt của tiên vương mạnh nhất thần vật mạnh nhất ngươi ở trước mặt của ta chỉ là một con chó mà thôi chúa tể càng không nhìn hoa thiên đô quỳ trên mặt đất mỉm cười nghĩ hoa thiên đô này không biết có thần vật gì trong cơ thể hắn luôn vội vã muốn mượn hồ lô càng khôn của ta là vì sao tuy nhiên khẳng định đó là thứ tốt người này tâm địa xấu xa làm sao ta lại không biết chứ cửu thiên huyền nữ, tạo hóa tiên vương kia là hạng người âm hiểm, làm sao có thể đối với ta đơn giản như vậy? Nếu trong thân thể của hoa thiên đô này có thứ tốt thì ta sẽ luyện hóa thành của mình. Hừ. Hiện giờ ở giới thượng giới này, ta là người có tu vi 15 kỷ nguyên dù là ý chí của tiên vương giáng xuống cũng không làm gì được ta. Một đôi sư đồ này đều có ý xấu trong lòng, muốn chiếm được lợi ích từ đối phương. Tốt lắm, hoa thiên đô, hiện giờ ta sẽ tế ra hồ lô càng khôn. Ngươi hãy tiến vào trong đó tu luyện, tới thời điểm tất yếu ta sẽ giúp ngươi một tay. Chúa tể càng khôn nói, sau đó vung tay lên. Một chiếc hồ lô nho nhỏ bay ra, hóa thành một đạo hào quang hiện lên trên mặt đất. Sau đó biến hóa thành cao tới 10 trượng, giống như một phòng ốc bình thường vậy. Hoa thiên đô nhìn miệng hồ lô. Lại nhìn hai chữ càng khôn trên mặt hồ lô, hơi đo dự một chút, ta tiến vào trong đó, chẳng may chúa tể càng không xuống tay với ta thì ta không thể chạy trốn nổi. Tuy nhiên không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con? Ta là quân cờ tạo hóa tiên vương đùng để đối phó với phương hàng, hắn sẽ không thể để ta ngã xuống dễ dàng như vậy được. Tới thời điểm mấu chốt khẳng định hắn sẽ trợ giúp ta. Nghĩ như vậy, thân thể hắn liền bay lên, tiến vào bên trong hồ lô nọ, rơi vào một thế giới tối đen rất sâu. Hồ lô hay thật hoa thiên đô vừa tiến vào trong đó liền cảm nhận được từng luồng lực lượng càng không ập tới thân thể mình cảnh giới thiên địa nhất thể cuốn quanh huyết nhục mình hài cốt của chúa tể nguyên thủy tam sinh thạch không ngờ bị lực lượng càng không này khiến cho bột phát ra lực lượng rất lớn làm tu vi thân thể hắn tăng lên một kỷ nguyên tam sinh thạch quả nhiên là lợi hại chúa tể nguyên thủy cũng không hổ là nhân vật mạnh nhất không ngờ chỉ bắt đầu phóng thích quy lực đã khiến tu vi của ta trực tiếp tăng lên một kỷ nguyên Hoa Thiên Đô phun ra một nguồn nguyên khí, dẫn phát lực lượng càng khôn. Lập tức càng không chân hỏa hừng hực thiêu đốt thân thể hắn, biến thành tơ chảy khắp người hắn, khiến cho pháp lực của hắn càng tinh thuần hơn. Lại có tam sinh thạch, ý niệm của kiếp trước kiếp này khiến cảnh giới của hắn lại càng tăng tiến vùng vụt. Cảnh giới tiên vương nhộn nhạo trong lòng hắn. Nghe đồng thiên quân chiếm được tam sinh thạch có thể rất nhanh hiểu được cảnh giới tiên vương, tuy rằng không phải là lực lượng nhưng chỉ cần tăng tiến về cảnh giới cũng không phải là chuyện nhỏ. Trong càng không chân hỏa, cảnh giới thiên địa nhất thể của tạo hóa thần khí, hài cốt của chúa tể nguyên thủy cùng bắt đầu bị hòa tan, thu nhỏ lại, thấm vào bên trong thân thể hoa thiên đô. Các ngươi được xưng là tiên vương mạnh nhất trong lịch sử, pháp lực gần như vô địch, không phải bị rất nhiều tiên vương vây công thì tuyệt đối sẽ không phải lưu lại thân thể tiến vào bên trong cánh cửa vĩnh sinh. Hiện giờ hài cốt của hắn dung nhập bên trong thân thể của Hoa Thiên Đô, khiến pháp lực của hắn tăng lên tới một mức độ khó tin nổi. Lực lượng từ hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy cũng đủ cho hắn, mà Tam Sinh Thạch lại khiến cảnh giới của hắn tăng tiến, khiến hắn thoát thai hoán cốt, hoàn toàn biến hóa về chất. Tu vi 11 kỷ nguyên tu vi 12 kỷ nguyên. Hắn còn đang không ngừng tăng tiến. Gần như sắp sửa đột phá tu vi 13 kỷ nguyên rồi. Cái gì? đó là khí tức của tam sinh thạch hài cốt của chúa tể nguyên thủy sao lại có hai thần vật mạnh nhất này ở trong cơ thể hắn chứ chúa tể càng không luôn quan sát khí tức bên trong hồ lô càng không của mình hoa thiên đô tu luyện trong đó hắn nhìn rõ ràng từng chút một hiện giờ rốt cục hiểu ra hoa thiên đô muốn luyện hóa thứ gì rồi mới đầu hắn chấn động về sau trên mặt hiện lên vẻ tham lam vô cùng hoa thiên đô đừng trách ta muốn trách thì phải trách ngươi là kẻ mang ngọc có tội. Dù ngươi có được tạo hóa môn, thiên địa huyền môn ta cũng không xuống tay với ngươi. Nhưng ngươi lại có được loại thần vật mạnh mẽ như tam sinh thạch, nếu ta có được thì tu vi lại có thể tăng thêm một kỷ nguyên nữa, tới trình độ 16 kỷ nguyên. Lúc đó Phương Hàng và Điện Mẫu Thiên Quân kia làm sao có thể là đối thủ của ta nữa. Chúa Tể càng không đột nhiên phất tay, vận dụng pháp lực toàn thân lập tức hồ lô càng không liền bay lên, đảo ngược đầu xuống phía dưới mặt đất. Ở trên mặt đất, một luồng khí phóng lên cao, xuất hiện một đại trận, cấm pháp của càng không thành lập tức bị thúc giục toàn bộ, dũng mãnh tiến vào bên trong hồ lô, muốn bóc chết hoa thiên đô hoàn toàn. Không ổn. Hoa thiên đô đang tu luyện trong hồ lô càng không như đi giữa đường lớn rộng mở lại không thể dự đoán được lực lượng càng không đột nhiên nghịch chuyển, vô số pháp lực tiến vào thanh tẩy mình, những luồng đại khí nổ tung trên thân thể hắn không ngờ cướp đoạt tu vi của hắn tam sinh thạch và hài cốt của chúa tể nguyên thủy kia cũng rục rịch muốn thoát ly khỏi thân thể hắn chúa tể càng khôn ngươi định làm gì hoa thiên đô phẫn nộ hét lớn làm gì à chúa tể càng khôn ở bên ngoài hồ lô cười lạnh liên tục tất nhiên là giết ngươi cướp lấy pháp bảo của ngươi ngươi không nên phản kháng ngoan ngoãn hưởng thụ đi ta sẽ không để ngươi phải thống khô đâu. Nếu ngươi giải dụa thì đừng trách sư phụ sẽ khiến ngươi bị tra tấn trong đau khổ mà chết. Phối hợp với ta đi, ta sẽ cho ngươi hóa thành máu loãng, ở bên trong hồ lô càng khôn chỉ nửa canh giờ thôi là ngươi sẽ hóa thành thế rồi. Không. Lúc này hoa thiên đô bột phát ra uy lực mạnh nhất, tất cả ý chí đều bị kích phát. Chúa tể càng khôn, ngươi không được chết tử tế đâu. Pháp lực của hắn vận chuyển với tốc độ cao nhất, tam sinh thạch và hài cốt của chúa tể nguyên thủy càng hòa tan nhanh hơn trong thân thể hắn. Vô ích, tu vi của ngươi đã là gì chứ? Chút xíu tu vi này thật sự quá yếu ớt. Ở trước mật ta chẳng khác gì một con kiến. Lực lượng càng khôn, cướp đoạt. Chúa tể càng không phất tay một cái. Toàn bộ càng không thành rung rẩy. Một luồng lực lượng hình rồng tràn vào bên trong hồ lô, hoàn toàn giam cầm hoa thiên đô. Tam sinh thạch và hài cốt của chúa tể nguyên thủy dưới sự thúc giục của lực lượng này gần như bắt đầu bùng nổ. Lạc ấn linh hồn của chúa tể càng không hung hăng gắn lên đó. Tu vi của hoa thiên đô căn bản không có năng lực sánh với chúa tể càng khôn. Gần như đối phương chỉ cần một ngón tay là giết được hắn. Hoa thiên đô sắp sửa gặp phải tai ương ngập đầu rồi. Đúng lúc này thì dị biến xuất hiện. Ở trong hư không, một luồng lực lượng mênh mông đột nhiên đánh tới. Trực tiếp kích lên hồ lô càng khôn. Đó là tạo hóa lực nồng đậm. Tạo hóa tiên vương, ngươi nghĩ rằng ta không chuẩn bị đối phó với ngươi sao? Ta biết sau lưng hoa thiên đô này có ngươi thao túng. Chúa tể càng khôn vung tay chụp một cái. Thiên la địa võng. Một tấm lưới lớn hiện ra phía trên hồ lô càng khôn, chặn đứng tạo hóa lực. Muốn chết tự mình làm bậy thì không thể sống. Chúa tể càng khôn, tận thế của ngươi tới rồi. Ba giọng nói đồng thời vang lên trong hư không. Lại có hai luồng lực lượng nữa oanh kích tới. Một đạo là của khởi nguyên, một đạo không ngờ là của chân lý. Không ngờ khởi nguyên tiên vương và chân lý tiên vương lại đồng thời ra tay. Tam đại tiên vương liên thủ đối phó với chúa tể càng khôn. Thiên la địa võng dưới một kích này liền hoàn toàn bị đập nát pháp lực của tạo hóa tiên vương còn trên cả thủy tổ thánh vương khởi nguyên chân lý cũng không hề yếu mỗi một người đều là tồn tại từng uy chấn thiên địa phục chúa tể càng không liên tục lui về phía sau phun ra một nguồn máu tươi sắc mặt tái nhợt hiển nhiên là hoảng sợ vô cùng hồ lô càng khôn trở về cho ta hắn lập tức thúc giục pháp lực muốn thu hồ lô càng khôn lại nhưng lúc này đã muộn lực lượng của tam đại tiên vương đều ở trên hồ lô càng khôn, đồng thời hoa thiên đô trong đó lại bay tới, nhận lấy lực lượng quán đỉnh của tam đại tiên vương. Hoa thiên đô, hôm nay chúng ta ban cho ngươi được tăng cường tu vi, khiến ngươi cắn nuốt chúa tể càng khôn, hoàn toàn vượt qua phương hàng. Trước khi thiên địa đại hủy diệt, ngươi phải trấn áp phương hàng, hiến tế tất cả vận mệnh, truyền lên thân thể chúng ta. Lúc đó là lúc ngươi đại công cáo thành, sau này chúng ta nhất định bảo vệ ngươi trở thành tiên vương. Giọng nói của tam đại tiên vương mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, trực tiếp rót vào thức hải của hoa thiên đô. Khiến cho tam sinh thạch, hài cốt của chúa tể nguyên thủy bị hoàn tan từng chút một, hoàn toàn dung hợp làm một với hoa thiên đô. Lực lượng của hoa thiên đô bùng nổ, mỗi một cái hô hấp đều vang vọng như hồng chung. Khí thế của hắn đột nhiên biến đổi, gần như đạt tới mức nghiêng trời lệch đất, tái tạo vũ trụ. Tu vi của hắn trực tiếp đạt tới 14 kỷ nguyên đỉnh phong, thiếu chút nữa là đạt tới 15 kỷ nguyên. Tu vi còn đang tiếp tục tăng lên. Hồ lô càng khôn, thần phục đi. Hai mắt hoa thiên đô mở ra. Dưới sự trợ giúp của tiên vương, hai mắt hắn xuất hiện hai cơn lốc xoáy, nhìn hai chữ càng khôn. Lập tức chữ càng này vọt lên, tiến vào mắt phải của hắn, chữ không tiến vào mắt trái của hắn. ký tức của hồ lô càng khôn lập tức biến đổi, tiến vào trong thân thể hắn, chìm vào dưới mi tâm, dung hợp làm một với thân thể hắn. Tu vi của hắn lại đột phá, bùng nổ, đạt tới tu vi 15 kỷ nguyên, có thể chân chính so sánh với chúa tể càng khôn. Chúa tể càng khôn chấn động, khuôn mặt lộ vẻ bi phẫn, hoa thiên đô, tạo hóa, khởi nguyên chân lý, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lần này ta sẽ tới thần phục phương hàng, liên thủ với hắn đối phó với các ngươi. Ha ha! Hoa thiên đô vung tay lên, pháp lực không ngừng tăng lên, đã tới tu vi 15 kỷ nguyên đỉnh phong, phong tỏa cả mật thất của càng không thành. Chúa tể càng khôn, ngươi không chạy nổi đâu. Dưới ý niệm của tam đại tiên vương và ta mà ngươi còn có thể chạy thoát thì không phải là quá khinh thường chúng ta sao? Mật thất của càng không thành đã hoàn toàn bị hoa thiên đô và ý niệm của tam đại tiên vương phong tỏa. Cho dù chúa tể càng không cùng không thể chạy trốn được hắn có thể nói là đã mua dây buộc mình. Pháp lực của Hoa Thiên Đô đã vượt qua chúa tể càng khôn. Hắn bước từng bước bước tới chúa tể càng khôn, khiến vị đầu sỏ này kinh hãi liên tục lui lại phía sau, rốt cục cũng tới lúc không thể lùi lại. Phía sau hắn có cấm pháp kết thành bước tường tinh thể chắc chắn, khiến chúa tể càng khôn dù vận chuyển pháp lực cũng không thể thoát nổi. Khuôn mặt chúa tể càng khôn lộ vẻ tuyệt vọng. Hoa Thiên Đô đầu tiên luyện hóa hoàn toàn tam sinh thạch và hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy. Sau đó lại luyện hóa hồ lô càng khôn, tiếp nhận ý niệm của tam đại tiên vương quán đỉnh, rốt cục đột phá tới tu vi 15 kỷ nguyên. Hiện giờ hắn sẽ cắn nuốt chúa tể càng khôn. Hoa Thiên Đô, ngươi muốn làm gì? Ta dù sao cũng là sư phụ ngươi. Một ngày làm thầy, cả đời là cha. Ta còn cho ngươi rất nhiều lợi ích chúa tể càng không hoảng sợ cuối cùng vẫn cố gắng nói lão già kia sao lại nói nhiều lời vô ích như vậy ta muốn giết ngươi ngươi còn định chạy trốn chắc quả là quá buồn cười rồi hoa thiên đô đột nhiên ra tay vô hoa lực nhật nguyệt tự nhiên ô ô ô tiếng quy khóc thần gào mưa máu trong thiên địa hiện ra tuyệt đại sát chiêu của hắn được đánh ra khiến thiên địa lúc này hoàn toàn mất đi ánh sáng chúa tể càng không gần như bị gông lại giữa không trung. Càng không đại sát, chuyển thực vương, hồng thiên chúa tể, đại đạo vô ngân. Chúa tể càng không cũng cố gắng phản kích. Hoa thiên đô, ngươi đúng là thứ đồ đệ khốn nạn. Ta liều mạng với ngươi, cho dù có chết cũng không để ngươi thực hiện được âm mưu. Thật đáng giận mà. Ta nếu hợp tác với Phương Hàng thì hôm nay không rơi vào kết cục thế này. Ầm ầm hai luồng lực lượng lớn va chạm trong không trung. Thân thể của chúa tể càng không không giống như một con cóc bị dẫm bẹp trên mặt đất, phun ra từng nguồn máu tươi. Mà sau lưng của Hoa Thiên Đô lúc này xuất hiện hư ảnh của Tam Đại Tiên Vương. Hoa Thiên Đô, còn chờ gì nữa? Mau mau giết hắn đi. Lực lượng của chúng ta tăng cường vào cơ thể ngươi bởi xiền xích của cánh cửa vĩnh sinh nên chí có hạn thôi. Người cắn nuốt chúa tể càng khôn rồi thì chúng ta sẽ trợ giúp ngươi đạt tới tu vi 16 kỷ nguyên. Ngươi sẽ triệu tập tất cả cao thủ của giới thượng giới này thần phục ngươi, đối kháng với phương hàng. Tam đại tiên vương đều phát ra ý niệm, lực lượng rót xuống càng mạnh. Tốt! Hoa thiên đô liên tục cười đài. Chúa tể càng khôn, ta tiễn ngươi lên đường. Toàn bộ tài sản của ngươi, còn cả con gái, thê tử của ngươi từ nay đều sẽ được ta hưởng thụ ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt cho bọn họ đáng giận ta muốn giết ngươi chúa tể càng không không hổ là kiêu hùng một đời đột nhiên thân thể bành trướng ra trông giống như quả bóng cao su bị thổi to lên sắp sửa bùng nổ càng không vỡ vụn ngọc thạch cùng nát muốn tự bạo sao đâu có để như vậy tam đại tiên vương đồng thời quát lớn một tiếng toàn bộ thời gian liền đình chỉ lại chúa tể càng không bị thổi căng như quả bóng liền bị sững lại trong không trung. Hoa thiên đô lửng thưởng đi tới, ngươi nổ đi, sao còn chưa nổ? Hoa thiên đô, ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, biến thành quỷ cũng phải đời đời kiếp kiếp theo sát ngươi. Ánh mắt chúa tể càng không gần như phun lửa. Ngươi biến thành quy cũng không có cửa đâu. Tam sinh thạch Trong ngực của hoa thiên đô, sâu trong trái tim bất ngờ có tam sinh thạch hiện ra, hóa thành một khối thần thạch lớn cỡ nắm tay, nuốt toàn bộ chúa tể càng khôn vào trong đó. Chẹp! Giống như nuốt được một viên linh được, hoa thiên đô phát ra tiếng chép miệng, tắt lưỡi nói, thật sự là không tồi. Tu vi của chúa tể càng khôn này đúng là đại bổ. Từ nay về sau ta là đệ nhất trong chư thiên, ngoài tiên vương ra thì ai đám tranh đấu với ta? Phương Hàng ngươi chờ xem, ta sẽ báo thù. Tốt lắm. Mau ngồi xuống, ba người chúng ta sẽ giúp ngươi quán đỉnh, trợ giúp ngươi thăng cấp lên tu vi 16 kỷ nguyên. Có tam sinh thạch, ngươi không cần lo lắng tới cảnh giới nữa, chỉ cần không ngừng thu lấy lực lượng là được. Tam đại tiên vương đột nhiên dùng ý niệm ngưng tụ thành một hình thể đánh một chưởng lên thân thể hoa thiên đô. Vâng. Hoa thiên đô cuối thấp cái đầu cao quý của hắn, cung kính nói. Hắn biết thực lực của mình tuy rằng rất mạnh nhưng trước mặt tiên vương thì vẫn phải khiêm nhường nhưng sâu trong nội tâm của hắn thì đã có biến hóa xảy ra, chỉ cần cắn nuốt phương hàng. Chiếm được vận mệnh của hắn thì thực lực của ta sẽ tăng lên một lần nữa, thúc giục cánh cửa vĩnh sinh. Lúc đó tiên vương cũng không phải là đối thủ của ta, đều phải thần phục dưới chân ta. Lực lượng của tam đại tiên vương hoàn toàn tiến vào bên trong thân thể hoa thiên đô. Hoa thiên đô tấn công đột phát mãnh liệt, trên thân thể cũng giống như phương hàng có âm thanh giống như phá kén thành bướm không ngừng vang vọng. 15 kỷ nguyên đỉnh phong đột phá, 16 kỷ nguyên. Tam đại tiên vương cuối cùng cũng hoàn toàn dung nhập vào bên trong thân thể hoa thiên đô, ý niệm biến mất. Hoa thiên đô, lực lượng chúng ta có đã rót vào cho người rồi. Ngươi hãy tự giải quyết cho tốt, nhất định phải bắt được phương hàng, nên đón chúng ta trở về, biết chưa? Lực lượng của chúng ta đã tiêu hao gần hết, phải nghi ngơi thôi. ầm ầm, ý niệm của tam đại tiên vương biến mất. Hoa thiên đô đứng thẳng dậy, khí tức đã vượt xa chúa tể càng khôn, đạt tới trình độ 16 kỷ nguyên. Hắn chưa từng cảm thấy lực lượng cường đại như vậy bao giờ. Ha ha ha, ta là vô địch. Tâm tình hoa thiên đô lúc này phi thường phức tạp, vừa muốn lập tức đi tìm phương hàng báo thù, lại vừa muốn diễu võ đương oai một phen. Phải cảm ứng khí tức của phương hàng ở địa phương nào trước đã. Hoa Thiên đô lập tức vận chuyển pháp lực, quan sát chư thiên. Hiện giờ pháp lực của hắn chỉ cần đùng một thần niệm là có thể nhìn rõ ràng toàn bộ chư thiên, ngoài cánh cửa vĩnh sinh ra thì thứ gì cũng có thể thấy. Ánh mắt của hắn hơi chuyển một cái, toàn bộ giới thượng giới đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Sau đó lại nhìn về thiên giới, cuối cùng thấy được thế tục. Tất cả mọi nơi đều nằm trong mắt hắn. Cái gì? Phương Hàng biến mất. Tại sao lại không thấy hắn? Chẳng lẽ hắn che giấu ký tức, tu luyện bí pháp nào đó? Hoặc là tiến nhập vào bên trong chiến trường tiên vương? Hoa thiên đô không tìm ra Phương Hàng. Sắc mặt hắn biến đổi không ngừng, cũng tốt. Phương Hàng, sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ bị ta tóm được. Giờ ta phải chỉnh hợp các thế lực, khiến chư thiên đều quy phục hoa thiên đô ta. Ta phải xưng bá thế gian không ai có thể là đối thủ của ta cửu thiên huyền nữ hắc bạch nhị sứ còn cả tai nạn vĩnh hằng hỗn độn lôi đế sát lục các ngươi mau mau trở về hiện ra trước mặt ta mau ngay bên trong càng không thành hắn bước một bước không gian đột nhiên chấn động tan vỡ liên tục sau đó một vũ trụ nhỏ từ trong đó bay ra bên trong tiểu vũ trụ này có một thiên đình khổng lồ có rất nhiều thiên quân ở bên trong đang vọt ra. Sao lại thế này? Chúng ta đang tu luyện, tại sao toàn bộ vũ trụ đều bị lay chuyển, bị lôi tới đây? Hồng hoang thiên quân cầm trong tay hồng hoang chiến đồ lao ra đầu tiên liền thấy hoa thiên đô. Hoa thiên quân, là ngươi. Hồng hoang thiên quân cười nanh ác nói, nói rõ ràng cho ta đi. Muốn ta nói rõ ràng sao? Quỳ xuống cho ta. Hoa thiên đô cười nhạt, gần như không cần có động tác gì. Một luồng lực lượng lập tức áp bức lên thân thể hồng hoang thiên quân. Á! À, hồng hoang thiên quân lập tức quỳ xuống mặt đất, phủ phục chổng mông chổng nít lên trời, pháp lực toàn thân bị phong tỏa, chỉ một ý niệm của đối phương là lập tức mất mạng, lực lượng của ngươi. Tại sao lại mạnh mẽ tới vậy? Hồng hoang thiên quân run rẩy nói. Vù vù vù. Đúng lúc này thì chúa tể pháp giới, chúa tể nhân giới, còn cả chân lý thánh địa đạo đức thiên quân, ngũ đại thiên quân của thiên đình đều hiện ra bên trong mật thất của càng không thành. Bọn họ đều nhìn thấy hoa thiên đô. Đã tới nơi này thì đều quỳ xuống hết cho ta. Bái kiến ta, từ nay về sau ta sẽ là chủ nhân của các ngươi. Hoa thiên đô nói. Không hề kiên nể gì, trực tiếp dùng lực lượng mạnh mẽ áp bức bọn họ. Phịch phịch, phịch phịch, phịch phịch. Tất cả mọi người đều không chịu nổi áp lực, quỳ xuống trên mặt đất. Thậm chí cả tai nạn, vĩnh hằng, hỗn độn, sát lục uy danh hiển hách thiên đình cũng đều không chịu nổi mà phải quỳ xuống. Chúa tể võ giới cao lớn khôi ngô, gặp phải áp lực còn phản kháng mãnh liệt, hét lớn một tiếng, võ đạo bất khuất. Ai cũng đừng hòng mong ta quỳ xuống. Thật không? Hoa thiên đô tiến tới tác hắn một cái. Chát! Mặt chúa tể võ giới bị tác thành một đống thịt, ngã xuống mặt đất trên rỉ dãy dùa, miệng sùi bọc mép, gần như đã hấp hối. Không tồi, không tồi, không ngờ còn dám phản kháng ta. Một khi đã như vậy thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nắm giữ chữ võ, thật sự là quá phí phạm, lấy ra đây đi. Hoa Thiên Đô chụp một cái, chữ võ trên thân thể chúa tể võ giới liền rơi vào trong tay hắn. Sau đó hắn phun ra một luồng hỏa diễm khiến thân thể chúa tể võ giới bị thiêu đốt kịch liệt liên tục kêu thảm thiết tiếng kêu tê tâm liệt phế khiến tất cả cao thủ đều sợ hãi một số thiên quân của khôi nguyên vương triều chân lý thánh địa toàn thân nổi da gà quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích nhưng tứ đại thiên quân hỗn độn vĩnh hằng tai nạn sắc lục lại liếc mắt nhìn nhau rồi nói hoa thiên đô chúng ta đã biết ngài được kế thừa của tạo hóa tiên vương từ nay về sau chúng ta xin tôn ngài là chủ nhân giống như năm xưa phụng thờ tạo hóa tiên vương vậy trong lúc nói tứ đại thiên quân của thiên đình đập đầu thật sâu không hề còn một chút tôn nghiêm kẻ thức thời mới là tuần kiệt tuy nhiên các ngươi nắm giữ chí bảo tam thập tam thiên cùng không hợp lý lắm loại bảo bối này phải để ta nắm giữ hết đi hoa thiên đô bắt đầu cướp đoạt hắn vung tay chụp một cái chí bảo tam thập tam thiên liền bay ra trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn sau đó ánh mắt của hắn hướng tới chúa tể nhẫn giới chụp lẫy chữ nhẫn từ trong thân thể đối phương ra. Chúng diệu môn cũng xuất hiện đi, đạo đức thiên quân. Trên mặt hoa thiên đô hiện lên nụ cười thản nhiên. Vâng. Đạo đức thiên quân của chân lý thánh địa lập tức dâng lên chúng diệu môn. Bọn họ thật sự bị dọa phát khiếp rồi. Hoa thiên đô trực tiếp giết chết chúa tể võ giới không cần tốn chút sức lực, giết gà dọa khỉ đúng là rất có lực chấn nhiếp. Những môn hộ này không phải thứ các ngươi có thể giữ chỉ có ta mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất của nó. Sau khi tiếp nhận chúng diệu môn, Hoa Thiên Đô mỉm cười, dung nhập vào bên trong thân thể. Hắn phi thường vừa lòng, cảm giác có lực lượng đi chinh phục gần như khiến hắn say mê, các ngươi cùng không phải bất mãn. Tu vi của ta là vừa cắn nuốt chúa tể càng khôn, đã đạt tới 16 kỷ nguyên rồi. Cái gì? Tu vi 16 kỷ nguyên? Mạnh như vậy rất nhiều người đều sợ tới ngay người ra, sau khi trầm mặt rất lâu liền đồng loạt dập đầu thật sâu, từ nay về sau xin tôn ngài là chủ nhân. Hoa Thiên Đô đúng là vô cùng xuân phong đắc ý, lần này hắn cắn nuốt chúa tể càng khôn, tiếp nhận tất cả thần vật và tạo hóa thần khí, đồng thời hàng phục mọi người, trước sau hấp thu cổ tự, chư thiên thần vật của mọi người, pháp lực càng ngày càng mạnh mẽ. Nhìn mọi người quỳ dưới mặt đất, hoàn toàn thần phục, từ sâu trong nội tâm hắn bốc lên một cổ khoái ý. Đây là ý cảnh tung hoành thiên địa, thống trị chư thiên. Ta phải bắt được Phương Hàn, trước khoan giết hắn, bắt hắn quỳ phục thế này, sau đó đùa bờn nữ nhân của hắn ngay trước mặt hắn, khiến hắn thống khổ cùng cực mới có thể gia tăng khoái ý của ta, khoái ý ân cừu, cửu thiên huyền nữ. Hắn hô lên một tiếng. Có mặt, ngài có gì phân phó? Ở phía sau, Cửu Thiên Huyền Nữ nghe được thanh âm của Hoa Thiên Đô, vội vàng tiến lên, thần thái rất cung kính. Điều này lại khiến Hoa Thiên Đô càng thêm thoải mái, thậm chí nảy sinh cảm giác lập tức có thể chinh phục trong lòng. Tuy nhiên, trong lòng Hoa Thiên Đô vẫn có chút cố kỵ. Bởi vì Cửu Thiên Huyền Nữ là người của Tạo Hóa Tiên Vương. Bằng không, hắn đã trực tiếp ở nơi này bắt lấy Cửu Thiên Huyền Nữ, thống khoái một phen rồi tính tiếp. Cố nén tà niệm trong lòng, hoa thiên đô âm thầm thề rằng nhất định phải vượt qua tiên vương sau đó muốn làm gì hãy làm lúc đó ngay cả tiên vương cũng làm chó dưới chân mình vốn kiếp trước hoa thiên quân vô cùng tôn kính tạo hóa tiên vương nhưng hiện tại đã hoàn toàn thay đổi hắn có giả tâm hoa thiên quân hoa thiên đô đã không còn là một các ngươi mau hoàn toàn nắm giữ càng không thành phàm là kẻ không phục sự thống trị của ta thì trực tiếp diệt sát đem thủ cấp treo ngoài cửa thành Hoa Thiên Đô phát ra mệnh lệnh, còn nữa, Hắc Bạch Nhị Sứ, các ngươi có biết Thiên Mẫu đang ở đâu không? Ta muốn thu được Tam Thập Tam Thiên cổ tự từ trong tay nàng. Thiên Mẫu và Thiên Nghi Mẫu Giáo đều đã hoàn toàn diệt vong, nghi rằng là do Phương Hàng Hạ độc thủ. Hắc Bạch Nhị Sứ cũng cung kính nói. Lúc trước, Hoa Thiên Đô có thể coi là thuộc hạ của bọn hắn nhưng hiện tại lại ngự trị bên trên, tu vi vượt xa bọn hắn, Tu vi 16 kỷ nguyên quả thật quá mạnh mẽ, ngay cả tưởng tượng bọn họ còn không dám nghĩ. Ồ! Ta vừa cắn nuốt chúa tể càng khôn, biết được trí nhớ của hắn. Trong trí nhớ hắn, hắn từng giao thủ với hai người Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết. Tu vi bọn họ đều không tồi, đều là 14 kỷ nguyên đỉnh phong, sẽ nhanh chóng có đột phá. Hoa thiên đô lục tìm trí nhớ khổng lồ của mình, vung tay lên nói tiếp, trước chỉnh đốn càng khôn thành, áp chế mọi người, sau đó chiêu binh mãi mã. Triệu tập những kẻ tu vi 14 kỷ nguyên như chúa tể âm dương, chúa tể tiên huyết, lưỡng nghi tổ sư, lại đây. Mặt khác, cũng không buông tha cho những tu sĩ đạt 13 kỷ nguyên. Ta muốn tổ chức một đại quân thiên quân, ngưng tụ lực lượng của những kẻ hoàn toàn thần phục ta làm một cổ, đến lúc đó nghe theo hiệu lệnh của ta. Dù là tiên vương buông xuống ta cũng không sợ. Hoa thiên đô bước về phía trước một bước một dòng khí uy mảnh ngang ngược phóng lên cao, bao phủ toàn bộ càng không thành. Những thiên quân từ thiên đình, chân lý thánh địa, như lan hổ bay ra, lượng thấp không trung, liên tục gào thét, mọi người nghe đây, hiện tại càng không thành đã đổi chủ, chúa tể càng không đã bị hoa thiên đô tổ sư giết chết và cắn nuốt. Hiện tại hoa thiên đô tổ sư đứng trên thiên hạ, thay đàn đổi dây, đổi tên càng không thành thành thiên đô thành. Tất cả chư vị ở càng không thành mời tới phủ đệ, tiếp kiến thiên đô tổ sư trở thành đệ tử thiên đô giáo nếu dám phản kháng không phục giết không tha toàn bộ càng không thành nháy mắt trở nên hỗn loạn lực lượng hoa thiên đô như một màn trời bao phủ khắp nơi rất nhiều thiên quân không phục bị giết chết thanh tẩy có một số thiên quân thức thời lập tức đầu phục thiên đô giáo trong số những đệ tử của chúa tể càng khôn có kẻ phản kháng lập tức bị giết chết tuy nhiên cũng có rất nhiều kẻ thức thời đều đầu phục thậm chí ngay cả một ít phi tử nữ nhân của chúa tể càng khôn đều gia nhập hậu cung của hoa thiên đô hơn nữa bên trong càng khôn thành một ít nữ thiên quân của đại thế gia đại thành trì như huyết linh công chúa cũng bị hoa thiên đô nhìn trúng trực tiếp gian dâm hoa thiên đô chân chính không chút kiên nể gì ở thượng giới này tiên vương đã tiến nhập vĩnh sinh chi môn tu vi 16 kỷ nguyên như hắn đủ uy chấn thiên hạ, không có gì phải cố kỵ. Chỉ vẻn vẹn trong một ngày, toàn bộ càng không thành đã đổi chủ, rất nhiều cao thủ thiên quân bị hoa thiên đô thu về dưới tay. Những nữ thiên quân dám tới càng không thành giao dịch cũng bị hoa thiên đô bắt vào hậu cung. Hắn chân chính hưởng thụ cảm giác vô pháp vô thiên. Thậm chí ngay cả chúa tể âm dương cũng vội vàng chạy tới bái kiến hoa thiên đô, tôn làm chủ nhân, được hoa thiên đô ban thưởng. Càng không thành đã đổi tên thành Thiên Đô Thành Đô Thành của Trời Nghe mệnh lệnh của Hoa Thiên Đô Cùng lúc này, Hoa Thiên Đô thành lập Thiên Đô Giáo Chỉ một ngày, một đại giáo vô thượng, thần giáo đệ nhất Chư Thiên đã ra đời Gần như ai cũng đều biết, giáo chủ Hoa Thiên Đô này có được tu vi 16 kỷ nguyên vô thượng Ha 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 Đứng trên thiên hạ, chân chính đứng trên thiên hạ A Hoa Thiên Đô đứng ở nơi cao nhất Thiên Đô Thành, nhìn một màn biến hóa này. Hắn cũng đợi tin tức truyền ra, thế lực khắp nơi tới triều bái, gia nhập Thiên Đô Giáo. Hắn đã ra thông báo. Thông báo cho tất cả những thành chủ tu vi từ 10 kỷ nguyên trở lên ở giới thượng giới, trong vòng 3 ngày đều phải truyền tin về Thiên Đô Thành. Nếu không, 3 ngày sau, Thiên Đô Giáo sẽ tiến hành đại tẩy khắp giới thượng giới, không phải người của Thiên Đô Giáo đều bị giết sạch, cướp sạch, diệt sạch. Thông báo ngoan độc của Hoa Thiên Đô truyền ra khiến rất nhiều cao thủ chấn kinh, không thể không phục. Trong thời gian ngắn, cường giả đông đúc đều tiến nhập Thiên Đô Thành, bái phục Hoa Thiên Đô. Vù vù vù. Lại có vô số khí tức cường đại tiến nhập vào hỏa dông tinh, Hoa Thiên Đô chấn động, còn có cao thủ tiến đến sao? Tuy nhiên sau đó hắn liền nở nụ cười. Thì ra là những tinh anh của Thái Nhất Môn Thái Hoàng Thiên, Thái Hỏa Thiên, Thái Hư Thiên, những cao thủ trong thế tục này, Thái Hoàng Thiên Hiện có tu vi 14 kỷ nguyên, những người khác đều từ 10 kỷ nguyên trở lên, là một cổ lực lượng mạnh mẽ không gì sánh kịp. Bái kiến thiên đô giáo chủ Thái Hoàng Thiên vừa hạ xuống, không để ý tới thân phận trong thế tục, gặp hoa thiên đô liền chủ động quỳ xuống. Mời đứng lên, mời đứng lên. Hoa thiên đô vô cùng thoải mái, vung tay nâng những người này lên. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Thái Ngang Thiên, Nhan Trầm Ngư, nam nhân của ngươi là Tô Tú Y đã bị Phương Hàng hoàn toàn diệt sát. Hiện tại ngươi làm nữ nhân của ta đi. Vâng. Sắc mặt của Nhan Trầm Ngư không chút dao động, cung kính gật đầu, chúng ta có một phần lễ vật muốn hiến cho giáo chủ, là thân thể của bàn võ tiên tôn. Lực lượng hiện tại của hắn cũng tương đương với 15 kỷ nguyên. Trong khi lên tiếng, một thân thể võ giả cao lớn xuất hiện trước mặt hoa thiên đô. Hoa Thiên Đô nhìn thân thể võ giả như cương thi này thì âm thầm gật đầu, bàn võ tiên tôn không ngờ biến thành cương thi, được dựng dục trong chiến trường tiên vương. Thật sự thần kỳ, sức chiến đấu quả nhiên mạnh mẽ khôn cùng. Còn nữa, giáo chủ. Thái Hoàng Thiên lại tiến lên nói, Hoàng Tuyền Đại Đế cũng chưa hoàn toàn ngã xuống mà biến thành cương thi, ở sâu trong chiến trường tiên vương, được nguyên khí do vĩnh sinh chi môn truyền ra rèn luyện liên tục. Năm đó hắn gặp phải một kích của chí bảo tam thập tam thiên, thân thể cũng không dập nát, chỉ có linh hồn tử vong, tiến nhập vào trong chiến trường tiên vương, chiếm được kỳ ngộ, dung nhập rất nhiều thần vật, hiện tại vô cùng cường đại, chúng ta không có năng lực thu phục. Hiện tại lực lượng tuyệt đối không thua kém ngài. Cái gì? Hoa thiên đô hoàn toàn chấn kinh, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười dữ tợn, ta có tu vi 16 kỷ nguyên, hoàng tuyền đại đế biến thành cương thi thì có cái gì, không ngờ không thua kém ta. Tuy nhiên, cương thi này nhất định phải thu phục. Đúng vậy, Hoàng Tuyền Đại Đế có quan hệ sâu xa với Phương Hàn. Chúng ta ở trong chiến trường Tiên Vương từng gặp Phương Hàn, vạn nhất hắn cũng tìm được cương thi Hoàng Tuyền Đại Đế, thu phục được thì ngài lại có thể một địch nhân cường đại. Thái Hoàng Thiên nói, quả thật là như vậy. Vận khí của Phương Hàn này thật vô cùng mạnh, dường như tất cả chỗ tốt đều bị hắn chiếm được cương thi hoàng tuyền đại đế nhất định không thể rơi vào tay hắn. Tuy nhiên, hiện tại Phương Hàng dường như ẩn nặc, ta không thể suy tính ra khí tức của hắn. Tuy nhiên, ta có cảm giác hắn đang bể quan tu luyện một loại thần thông nào đó. Tu vi hiện tại của Phương Hàng là bao nhiêu? Hoa thiên đô phất tay. Tu vi của hắn đã tấn chức 15 kỷ nguyên, giết chết thiên mẫu, thu được 33 cổ tự phát sinh biến hóa. Thái Hoàng Thiên cung kính nói. Hiện tại ta sẽ chờ những cường giả kia đều tới thần phục ta, hoàn toàn khống chế bọn chúng. Đám cường giả 14 kỷ nguyên như Chúa Tể Tiên Huyết, Lưỡng Nghi Tổ Sư đều bị ta nắm trong tay rồi thì sẽ ngưng tụ thành một đại trận pháp. Ta lãnh đạo bọn chúng tiến vào chiến trường tiên vương, sẽ vạn vô nhất thất. Hoa Thiên Đô âm trầm nói. Hắn muốn luyện chế một tòa đại trận cùng loại như kỷ nguyên thần trận của Phương Hàng, khảm tất cả cao thủ vào đó làm trận nhãn tăng cường lực lượng cho hắn. Nếu gặp phải nguy hiểm gì sẽ lập tức dùng những cao thủ này huyết tế để ngăn cản. Hắn dụng tâm độc ác, thu thập tất cả thiên quân, luyện chế một tòa đại trận trước nay chưa từng có, bên trong ẩn chứa ngàn vạn thiên quân. Với tu vi hiện tại của hắn hoàn toàn có thể làm được. Hắn cũng biết chiến trường tiên vương vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng hiện có tu vi 16 kỷ nguyên, có thể tung hoành vô địch nhưng khó giữ được chỗ hiểm, cho nên đợi tất cả thiên quân đều đầu nhập, hắn sẽ luyện thành một tòa đại trận. Khi đó hắn mới đảm bảo được thắng lợi khi tiến vào trong đó. Bàn võ tiên tôn với tu vi 15 kỷ nguyên cũng có thể luyện chế thành một trận nhãn cường đại của ta. Kỷ nguyên thần trận của Phương Hàng vô cùng mạnh mẽ, do rất nhiều chư thiên thần vật làm mắt trận. Ta cũng có thể sáng tạo ra một đại trận để khắc chế nó. Phương Hàng, ngươi chờ đó cho ta. Chỉ trong 3 ngày, ta sẽ thống trị toàn bộ giới thượng giới, đó cũng sẽ là tử kỳ của ngươi. Cho dù ngươi trốn vào vĩnh sinh chi môn, ta cũng sẽ bắt được ngươi. Hoa thiên đô hét dài một tiếng, phong vân khởi dũng. Giới thượng giới, ở một dãy núi thần bí. Toàn bộ nguyên giới, kỷ nguyên thành hoàn toàn phong bế, gần như kết hợp làm một với vĩnh sinh khí, che giấu khí tức vô cùng hoàn mỹ. Đại vận mệnh thuật có thể bắt chước vận mệnh, khiến cho bất luận kẻ nào trên giới thượng giới đều không thể tìm kiếm được khí tức của Phương Hàn. Với khả năng suy tính của 16 kỷ nguyên thần trận, Hoa Thiên Đô cũng không thể tìm ra chút dấu vết nào của Phương Hàn. Giờ khắc này, Phương Hàn đang tu luyện trong trạng thái ngủ đông, chuẩn bị nhất phi trùng thiên. Linh hồn và tư duy của hắn đang giằng co với thủy tổ thánh vương. Dưới sự công kích cùng hung cực ác của tiên vương, tu vi của hắn gần như tăng tiến vùng vụt nhất là linh hồn hắn được tôi luyện, gần như đã chạm tới cảnh giới tiên vương, không ngừng gia tăng. Hơn nữa, dưới tình huống thủy tổ thánh vương không ngừng rót pháp lực xuống, trên thân thể hắn ngưng tụ thành từng đạo thần văn. Những đạo thần văn này hóa thành lực lượng, bị hắn luyện hóa từng chút một. Thủy tổ thánh vương, ngươi xong rồi thì để ta tới khiến người hoàn toàn băng diệt, trở về nơi ngươi phải có mặt đi. Đột nhiên Phương Hàng đứng thẳng lên, thân thể còn cao lớn hơn thủy tổ thánh vương. Chỉ hơi chấn động, tử quan toạt ra, một cổ lực lượng hủy diệt chấn tan ba đại hóa thân của thủy tổ thánh vương thành bột phấn, thậm chí linh hồn thủy tổ thánh vương cũng bị tê toái. Lực lượng của ba đại hóa thân này dũng mãnh tiến nhập vào trong kỷ nguyên thần trận. Phương Hàng trực tiếp chấn động, Tu Vi đã đột phá 10 sau kỷ nguyên, nhưng lại còn đang không ngừng gia tăng. Đại phủ tạo hóa thần khí kia cũng biến thành một mắt trận, lạc ấn bên trong của thủy tổ thánh vương cũng chân chính bị luyện hóa. Cùng lúc đó, mặt trên chí bảo tam thập tam thiên lây dính một ít khí tức tạo hóa thần khí dường như có thể lột xác bất cứ lúc nào. Tới cuối cùng, Phương Hàng dừng lại ở 16 kỷ nguyên đỉnh phong, hơn nữa tu vi toàn thân đang tích tụ, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá, tấn chức 17 kỷ nguyên. Cùng lúc đó, Phương Thanh Tuyết bên cạnh hắn cũng cảm nhận được lực lượng đã đủ, tu vi bắt đầu thôi động, gia tăng cảnh giới tới 15 kỷ nguyên. Vận mệnh lực càng ngày càng mạnh, uy chấn vạn cổ. Hai người chỉ hơi liên thủ, vĩnh sinh khí như hải dương liền tổ hợp lại, dưới sự thao túng của vận mệnh, từng đạo vĩnh sinh khí không ngờ biến thành hình người, thân hình cao lớn như cự thần. Mỗi một cự thần này có lực lượng không thua kém chút nào thiên quân có tu vi 10 kỷ nguyên. Được. Vĩnh sinh thần, Phương Thanh Tuyết gần như không thể nén nổi sự kinh hỉ trong lòng. Phương Hàn, đại vận mệnh thuật của ngươi thao túng vĩnh sinh khí không ngờ có thể diễn biến ra vĩnh sinh thần. Đây chính là dấu hiệu báo trước có thể sắp triệu hoán được vĩnh sinh. Thật không? Phương Hàn ảm đạm cười, há mồm hút một cái, tất cả vĩnh sinh thần đều tiến nhập vào trong thân thể hắn, ngồi ngay ngắn trong tinh thể thần quốc, phát ra ca sướng vĩnh sinh, tiếng ca tiêu diêu, trong suốt, linh hoạt kỳ ảo so với bất cứ lời ca nào đều thần kỳ hơn vô số lần. Đây chính là ca khúc vĩnh sinh. Tiếng ca vang vọng, linh hồn thủy tổ thánh vương ở sâu trong linh hồn hắn hoàn toàn băng hội, cuối cùng phát ra một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Ca khúc vĩnh sinh, không ngờ là ca khúc vĩnh sinh do vĩnh sinh thần ca sướng ra. Phương Hàn, ngươi chờ đợi thời điểm ta trở về. Lúc đó, ta sẽ hoàn toàn chiến thắng vĩnh sinh, cho ngươi cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng chân chính chết đi. Phương Hàng hoàn toàn thúc giục, rất nhiều vĩnh sinh khí cuồn cuộn ập tới, khí tức thủy tổ thánh vương liền tiêu tan. Cùng lúc đó, ở sâu trong thời không xa xôi, trong một thời không thần bí trong vĩnh sinh, phong ấn xiền xích càng ngày càng nhiều, vô số vĩnh sinh khí đều ngưng tụ thành xiền xích có trật tự. Thủy tổ thánh vương không cam lòng, ý niệm lóe lên, vì sao? Vì sao mà gông xiền của ta lại gia tăng nhiều thêm? Vĩnh sinh thần, ca khúc vĩnh sinh. Khoanh chân ngồi xuống, Phương Hàn cảm thụ được sự biến hóa trong cơ thể mình, ta cũng cảm giác được đại vận mệnh thuộc lại phát sinh biến hóa, ngưng tụ thành vĩnh sinh thần, ca sướng ca khúc vĩnh sinh. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, ta có thể ngưng tụ ra thần linh càng cường đại, có được hàng hà sa số vĩnh sinh thần, gia tăng vĩnh sinh tiến hành trấn áp đối thủ. Thời điểm đó, không còn ai là đối thủ của ta nữa, dù là tiên vương cũng không thể không sai. Hiện tại, vĩnh sinh thần ngươi ngưng tụ ra có tu vi đã tương đương với thiên quân có 10 kỷ nguyên, tuy rằng coi như mạnh mẽ nhưng so với sự tồn tại vĩ đại của vĩnh sinh thì còn vô cùng bé nhỏ. Chỉ khi tu vi ngươi gia tăng tới tiếp cận tiên vương cực hạn, thúc giục tất cả vĩnh sinh lực, hội tụ thành dòng thác vĩnh sinh thần thì mới có thể thúc giục vĩnh sinh. Phương Thanh Tuyết nói. Được. Đại công cáo thành. Phương Hàng quen thuộc với khí tức trong cơ thể rồi đứng lên. Hắn tùy ý điểm ra một cái, một vĩnh sinh thần trống rỗng xuất hiện trước mặt với thân thể cao lớn uy mãnh, tê thiên liệt địa, thản nhiên trong suốt, so với bất cứ thần vật nào đều phải chắc chắn hơn gấp trăm ngàn lần. Đều là do vĩnh sinh khí ngưng tụ, kết cấu của tiên vương đang so với vĩnh sinh thần còn kém xa một trời một vực. Chế tạo tiên vương đang, thậm chí ngay cả chúa tể càng khôn cũng làm được nhưng để chế tạo ra vĩnh sinh thần, chúa tể càng không dù muốn cũng không dám làm. Sự khác nhau của tiên vương đan và vĩnh sinh thần có thể hình dung như sự khác biệt của đao kiếm công cụ ở thời đại hoang dã và quan não ở thời đại khoa học kỹ thuật phát triển tới đỉnh phong. Một cái là văn minh đốt rễ gieo hạt, một cái là văn minh có thể xuyên qua thời không. Sự chênh lệch lớn tới như vậy. Nếu chúa tể càng không bây giờ còn sống, nhìn thấy Phương Hàng có thể chế tạo ra vĩnh sinh thần thì có thể trực tiếp bị hù dọa chết tươi. Vận dụng vĩnh sinh khí tới trình độ này, ngay cả tiên vương cũng không thể. Đây chỉ có thể là vận mệnh. Vũ Hoàng, Phong Bạch Vũ, Linh Lung. Tâm niệm Phương Hàng vừa động, tất cả cao thủ đã tụ tập xung quanh thân thể hắn, ta sẽ phong ấn vĩnh sinh thần trong cơ thể các ngươi. Công lực các ngươi sẽ tăng tiến nhiều, hơn nữa hoàng mỹ dung hợp với vĩnh sinh khí khi đó ai cũng không thể phát hiện ra các ngươi các ngươi hiện tại đều tự đi ra ngoài mời chào tất cả cao thủ giới thượng giới quy thuận ta ta muốn ngưng tụ tất cả cao thủ thành một đại trận lúc đó mới có thể thoải mái nên đón thiên nhân ngũ suy và sự trở lại của những tiên vương kia vâng tất cả cao thủ đều hiểu ý vĩnh sinh trong cơ thể biến mất nhưng là chỉ một lúc ngắn tất cả cao thủ đều đã trở lại bẩm báo cho Phương Hàng một tin tức, chúa tể càng khôn đã chết, bị hoa thiên đô đoạt xá. Hiện tại càng khôn thành đã biến thành thiên đô thành. Hoa thiên đô có tu vi 16 kỷ nguyên, mạnh mẽ đứng đầu thiên hạ, phái ra rất nhiều cao thủ mời chào mọi người. Hiện tại gần như tất cả thiên quân của giới thượng giới đã tập hợp trong thiên đô thành, trở thành thế lực lớn nhất trên thế gian từ trước tới nay. Nghe nói hiện tại bọn chúng đang luyện chế thành một tòa đại trận, noi theo kỷ nguyên thần trận. Hoa Thiên Đô với Đại Uy đã bức bách các cao thủ trở thành trận nhãn của Đại Trận. Bọn họ luyện chế Đại Trận là muốn chuẩn bị đi chiến trường Tiên Vương, tìm kiếm thân thể thi hài của Hoàng Tuyền Đại Đế. Nghe đồng thi hài Hoàng Tuyền Đại Đế đã biến thành cương thi, pháp lực không ngờ cao hơn 16 kỷ nguyên. Nếu Hoa Thiên Đô tìm được cũng sẽ dung hợp vào trong Đại Trận, có thể nên đón Tiên Vương trở về. Hiện tại có thể nói Hoa Thiên Đô đã nhất thống càn khôn, sau lưng có tiên vương duy trì hơn nữa hiện tại hắn đang tìm tung tích kỷ nguyên môn chúng ta chỉ cần có kẻ phát hiện ra tin tức của kỷ nguyên môn hoa thiên đô sẽ ban thưởng cho hắn tin tức rất nhiều khiến cho kỷ nguyên môn trở nên khẩn trương hẳn đi phương hàn hiện tại phải làm sao bây giờ phương thanh tuyết nghe thấy những tin tức này cũng cảm thấy khẩn trương không sao hoa thiên đô không ngờ có thể trưởng thành tới trình độ này khẳng định là do tạo hóa khởi nguyên chân lý thậm chí là chúa tể nguyên thủy ở sau lưng quấy phá duy trì hắn để đấu võ với ta vẻ mặt phương hàng không có chút khẩn trương nào tuy nhiên cũng chỉ là ví công mà thôi ta không cần đoán cũng biết kẻ này khẳng định là luyện hóa tam sinh thạch hài cốt chúa tể nguyên thủy cho nên tu vi mới đạt tới trình độ này trong khi nói chuyện phương hằng vung tay lên vô số vĩnh sinh khí ở trong hư không ngưng tụ thành một con mắt thật lớn con mắt này lớn như tinh cầu, nhưng đồng tử cũng giống như mắt người, quan kháng chu thiên, lập tức hiện ra bộ dáng của càng không thành. Trên càng không thành thật lớn xuất hiện ba chữ thiên đô thành khổng lồ. Ngàn vạn thiên quân đang tập hợp bên trong thành, hình thành một cổ khí tức vô địch. Ngồi ngay ngắn ở giữa trung ương tòa thành chính là hoa thiên đô. Từng đợt nguyên khí dao động như dòng nước xoay tròn. Những thiên quân kia ngồi ngay ngắn trên thành, trên thân thể đều có khí tức hoa thiên đô quanh quẩn, dường như đang tu luyện một tòa đại trận. Lấy càng không thành làm trung tâm, tu luyện thành một tòa đại trận. Đột nhiên, toàn bộ càng không thành bay lên, lơ lửng giữa hư không. Nguyên khí cuồn cuộn thanh tẩy bên trong. Hoa thiên đô không ngờ luyện hóa toàn bộ càng không thành, trở thành khu sát của đại trận. Thậm chí Phương Hàng còn thấy được trong càng không thành không ngờ còn dung hợp thành trì khởi nguyên vương triều, còn có thành trì chân lý thánh địa và thiên đình. Hoa thiên đô sáng lập ra một tòa đại trận đệ nhất khoáng cổ thước kim, đối kháng với kỷ nguyên thần trận của Phương Hàng, muốn diệt sát hắn. Ngàn vạn thiên quân đều trở thành mắt trận. Đây là khái niệm gì? Nghe đồng thần tộc vẫn muốn tề tụ vạn danh thiên quân, tạo thành vương tọa của vạn thần, có thể chân chính thống trị vô số kỷ nguyên nhưng vẫn không thành công. Mà hiện tại, Hoa Thiên Đô lại làm được. Thiên quân ở giới thượng giới gần như hoàn toàn quy phục hắn, số lượng hơn vạn người liên thủ cùng một chỗ khiến cho thực lực hoa thiên đô như gia tăng gấp hai lần. Lực lượng thật mạnh. Phương Thanh Tuyết biến sắc, cảm giác nếu mình hiện tại gặp phải hoa thiên đô thì khẳng định khó có thể may mắn chạy thoát. Lực lượng là mạnh nhưng có chút phù phiếm. Hiện tại ta có thể đánh bại hắn, nhưng sau lưng hắn lại có tiên vương, nếu ra tay thì rất khó thu thập. Phương Hàng vẫn rất bình tĩnh, Cảnh giới của hoa thiên đô là do tam sinh thạch mà gia tăng, không thể so với ta từ trong giết chốc thủy tổ thánh vương đi ra được. Không ngờ hoa thiên đô trong thời gian ngắn mà đã xây dựng được một đại giáo vô địch, vô tiền khoáng hậu. Ngàn vạn thiên quân tụ tập. Nội tình này, kỷ nguyên môn còn lâu mới sánh kịp được. Phương Hàng vận dụng vĩnh sinh nhãn nhìn về phía càng không thành, cũng chính là thiên đô thành lúc này. Trong đại trận, thiên quân sụp sôi, trận pháp đủ chấn nhiếp thiên hạ. Ngay cả chiến trường tiên vương cũng phải dao động. Nội tình như vậy, kỷ nguyên môn còn chưa bằng được một phần trăm. Đích xác, hiện tại cao thủ kỷ nguyên môn tuy rằng rất nhiều nhưng nếu so với toàn bộ giới thượng giới thì không thể đánh đồng được. Bất kể là số lượng hay chất lượng, cao thủ thiên đô giáo đều gấp trăm lần kỷ nguyên môn, cường đại hơn không chỉ trăm lần. Như hiện tại, cao thủ 14 kỷ kỹ nguyên, kỷ nguyên môn cũng không có một ai. Vốn chung kết Thánh Vương là cao thủ 14 kỷ nguyên nhưng lại rơi xuống trình độ 12 kỷ nguyên. Bởi vì đại phủ thủy tổ Thánh Vương sau khi bị đoạt lại đã bị Phương Hàng luyện hóa. Tuy nhiên Phương Hàng vẫn là bất đắc dĩ. Thủy tổ Thánh Vương muốn giết chết hắn, hắn liều mạng đấu tranh, rốt cục trong sự đối kháng linh hồn lại ngưng luyện ra vĩnh sinh thần, một kích cái thế, đánh tan đối phương, cướp đoạt tất cả. Một kích này đã hoàn toàn luyện hóa cây đại phủ. Tên của cây đại phủ này tự nhiên phủ, tượng trưng quỷ phủ thần công trong thiên nhiên. Sau khi bị luyện hóa, chung kết thánh vương muốn vận dụng cũng không thể dùng được. Phương Hàng không có cách nào khác, cũng chỉ có thể phải thu lấy. Đợi khi tới chiến trường tiên vương, tìm kiếm hài cốt tiên vương cho chung kết thánh vương, lần nữa trợ giúp hắn gia tăng tu vi. ầm ầm. Đột nhiên, khi Phương Hàng đang quan sát, toàn bộ giới thượng giới đột nhiên chấn động một cái đây là lúc hoa thiên đô tế luyện thành một tòa đại trận ngàn vạn thiên quân đều ngồi đúng vị trí dẫn theo vô số thiên chủ nguyên khí dày đặt phóng lên cao không ngờ xé rách hư không mở ra một thông đạo nối liền chiến trường tiên vương lợi hại ngàn vạn thiên quân quả nhiên không tầm thường đáng tiếc hiện tại lòng người không đồng đều tự tâm mang ý xấu nếu hoa thiên đô có thể dùng thời gian một kỷ nguyên tôi luyện Gia tăng sự thống trị của mình thì có thể bằng vào một chỗ đại trận này, dung nhập thân thể vào bên trong, tấn công đột phá tiên vương đại đạo. Đáng tiếc, hiện tại không thể. Phương Hàng nhìn càng không thành dần dần bay lên, một chút nữa là sẽ bay vào trong chiến trường tiên vương, sắc mặt khẽ động. Tất cả tu sĩ của kỷ nguyên môn nghe đây. Mọi người lưu lại thủ chỗ này, một mình ta sẽ lần nữa tiến vào trong chiến trường tiên vương, ngăn cản Hoa Thiên Đô cướp lấy thi hài hoàng tuyền đại đế. Hừ, trong số ấy ta còn thấy được Thái Hoàng Thiên, không ngờ cũng đã đầu nhập vào Hoa Thiên Đô, dân thi hài bàn võ tiên tôn cho hắn ngưng luyện. Khối thi hài này ta cũng nhất định phải cướp về, không thể để hắn dung hợp vào trong thân thể Hoa Thiên Đô. Trong khi nói chuyện, thân thể Phương Hàng liền biến mất vô ảnh. Hắn một mình đi tới chiến trường Tiên Vương, lưu lại đám người kỷ nguyên môn tu luyện tại chỗ bởi vì tu vi của hắn hiện tại đủ tiến vào chiến trường tiên vương rồi người của kỷ nguyên môn tiến vào chỉ làm trói buộc hắn cho dù dung nhập kỷ nguyên thần trận thì khi đối kháng với địch nhân chỉ làm đại trận tổn hại mà thôi hắn và hoa thiên đô khác nhau hắn là giám hộ an nguy cho những người này bảo vệ bọn họ vượt qua lần đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt này mà hoa thiên đô lại thu thập tất cả thiên quân thành lập thiên đô giáo lấy bọn họ làm vật hy sinh ở thời điểm nguy hiểm nhất thậm chí có thể lấy đám thiên quân này huyết tế, ngăn cản tai họa. Hơn nữa, lần đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt lần này cũng không phải nhỏ, là chung kết cho 3.000 kỷ nguyên, quy lực hủy diệt khẳng định sẽ lợi hại hơn bất cứ một lần nào trước đó, thậm chí sẽ có rất nhiều thiên quân phải bỏ mạng. Đệ tử bình thường lại không cần phải nói. Hơn nữa, Phương Hàn hiện tại có thể vận dụng đại vận mệnh thuật, thu thập vĩnh sinh khí, hóa thành vĩnh sinh thần, căn bản không cần nhiều người hoa thiên đô mang theo tất cả cao thủ đi chiến trường tiên vương giới thượng giới sẽ vô cùng an toàn mặc cho người của kỷ nguyên môn tung hoành nghỉ ngơi dưỡng sức thấy phương hằng đi xa phương thanh tuyết bắt đầu làm chủ tất cả tu sĩ cố gắng tu luyện hy vọng sớm ngày tu luyện tới thiên quân các ngươi sẽ có hy vọng vượt qua lần đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt này trong khi nói chuyện ánh mắt của nàng nhìn về phía chiến trường tiên vương, bên trong vĩnh sinh, thiên nhân ngủ suy, bất cứ lúc nào đều có thể đi tới, ta cảm giác được khí tức hủy diệt. Nàng ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu. Lực lượng vận mệnh dao động, rất từng đợt vào trong thân thể nàng. ầm ầm. Đúng lúc này, đột nhiên hồng mông điện bên trong nguyên giới bắt đầu rung rẩy. Một cổ hồng khí trống rỗng áp xuống thân thể linh lung. Trong hư không truyền ra thanh âm của hồng mông đạo nhân. Linh Lung, nữ nhân nhi của ta. Thời khắc quyết chiến cuối cùng đã tới, không lâu nữa Vĩnh Sinh sẽ dao động, xuất hiện dấu hiệu báo trước thiên địa tan biến. Ta bắt đầu truyền thụ cho ngươi pháp lực vô thượng, cố gắng gia tăng tu vi của ngươi. Ngươi nhất định phải phụ tá Phương Hàng thật tốt, bình định chướng ngại, đón chúng ta trở về. Vâng. Tu vi của Linh Lung dưới Hồng Mông đạo nhân quán đỉnh bắt đầu gia tăng. Ha ha ha, hồng mông ngươi thật mạnh mẽ, trong tầng tầng công xiền mà không ngờ còn thi triển được thủ đoạn này. Không tồi không tồi. Phong Bạch Vũ, ngươi cũng tới đây đi, ta cũng quán đỉnh cho ngươi để ngươi phụ tá phương hàng thật tốt. Một thanh âm Phật quan lại vang lên, không ngờ là của thế gian tự tại vương Phật. Toàn thân Phong Bạch Vũ chấn động, quỳ xuống bái lại, sư phụ, ta sẽ khiến chữ vạn của ta xé rách hư không, gia tăng lên thân thể ngươi ngươi phải tu luyện thật tốt, chờ đợi thời cơ tới. Thế gian tự tại vương Phật đột nhiên quát lớn. Không gian kịch liệt rung rẩy, một vũ trụ vĩnh hằng không biết từ đâu bay ra. Bên trong có một chữ đủ hủy diệt thiên địa, cũng có thể tái sinh thiên địa. Một chữ này chính là ngọn nguồn mọi Phật, thậm chí ngự trị trên Phật, đó là chữ vạn. Chữ vạn này mang theo Phật quy cuồn cuồng, trực tiếp chìm sâu vào trong trong đầu phong bạch vũ. Hồng mông, tự tại vương phật hai người các ngươi tranh đấu cả đời bây giờ vẫn còn tranh đấu lão long ta cũng không tìm được truyền nhân nào chúa tể long giới bác bộ thiên quân hiện tại đi theo hoa thiên đô chính là tự tìm đường chết ta sẽ xác định một chúa tể long giới mới vậy long huyên ngươi nếu có thể tới được kỷ nguyên tiếp theo thì sẽ trở thành tân chúa tể long giới ta giờ sẽ truyền thụ thần thông cho ngươi một thanh âm tiên vương tràn ngập long uy vang lên không ngờ là hồng hoang tổ long. Hồng mông đạo nhân, thể gian tự tại vương Phật, còn có hồng hoang tổ long không ngờ đều lựa chọn trợ giúp phương hàng. Thì ra là ba vị nhân vật tối cao. Các vị đều lựa chọn trợ giúp phương hàng sao? Nói vậy, địch nhân của phương hàng vẫn còn rất nhiều sao? Bên trong vĩnh sinh hiện tại rốt cục có bao nhiêu vị tiên vương? Phương Thanh Tuyết cũng thu được rất nhiều chỗ tốt. Nàng vận dụng mệnh vận lực, khi những người này truyền thụ công lực thì cũng thu hoạch được nguyên khí thần thông khiến cho tu vi của mình lại tăng trưởng lần nữa điện mẫu bên trong vĩnh sinh rốt cục có bao nhiêu tiên vương thì chúng ta cũng không rõ lắm nhưng trong số những người đối nghịch với phương hàn kẻ mạnh mẽ nhất chính là tạo hóa còn có chúa tể nguyên thủy sau đó là thần thoại lão nhân thủy tổ thánh vương khởi nguyên tiên vương chân lý tiên vương ngoài ra còn có một số nhân vật cường đại đều đang quan sát không biết động thái. Hồng Mông đạo nhân lên tiếng: "Tu vi tới trình độ như ngươi, cho dù chúng ta cách không truyền thụ pháp lực cũng không đủ khiến ngươi tấn chức. Tên Hoa Thiên Đô kia vô cùng nguy hiểm. Hắn có được tam sinh thạch, cảnh giới cực cao. Về sau pháp lực của hắn còn có thể tăng trưởng nữa, phương hàng nhất định phải rất cẩn thận. Còn nữa, Sâu trong chiến trường tiên vương không chỉ có thi hài hoàng tuyền đại đế mà còn có thi hài ba đồ nhi của ta, viễn cổ tam hoàng, trải qua vô số vạn năm ăn mòn, pháp lực của bọn chúng đã cao tới khó tin. Nếu chúng bị hoa thiên đô đoạt được, hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Ta vốn muốn thông báo cho phương hàng nhưng trong lòng hắn đã sớm có tính toán rồi. Tu vi và cảnh giới của hắn hiện tại đã đuổi tới tiên vương, điều khuyết thiếu chính là cơ duyên mà thôi. Hồng mông, Chúng ta mau truyền thụ công lực rồi tu luyện để chặt đức công xiền thôi, không nhiều thời gian đâu. Tốc độ truyền thụ pháp lực cho Phong Bạch Vũ của Thế Gian Tự tại Vương Phật càng mãnh liệt. Trong thời gian ngắn, Phong Bạch Vũ đã tấn chức tới tu vi 14 kỷ nguyên đỉnh phong, tuy nhiên còn rất khó mới có thể đột phá 15 kỷ nguyên. Từ đó có thể thấy được cách không truyền thụ pháp lực của Tiên Vương cũng có giới hạn, nhiều nhất chỉ đủ khiến tu vi đạt tới 14 kỷ nguyên mà thôi trừ khi mượn dùng ngoại lực như thủy tổ thánh vương mượn dùng hài cốt tiên vương bên trong chiến trường tiên vương còn tạo hóa khởi nguyên chân lý lại dùng tất cả tạo hóa thần khí của chúa tể càng khôn cao thủ kỷ nguyên môn cũng được ba đại tiên vương quán đỉnh tu vi bắt đầu gia tăng vùng vụt phương thanh tuyết không ngừng vận chuyển pháp lực ngưng tụ vĩnh sinh khí ý đồ ngưng luyện thành vĩnh sinh thần nàng đi theo con đường phương hàn muốn khôi phục thực lực năm đó Kỷ Nguyên Môn đang từng chút một ngưng tụ lực lượng, chờ đợi đại kiếp nạn buông xuống. Hết lần này tới lần khác thiên kiếp buông xuống, có rất nhiều đệ tử thiên tài vượt qua thiên kiếp, biến thành thiên quân. Đạo Húc Thánh tử, thần nhất mi thái thượng trưởng lão, còn có mấy đại hoàng giả cũng hóa vũ thành tiên. Một ít đệ tử phi thăng từ thế tục không ngờ cũng đều tấn chức tới thiên quân đại vị. Mà giờ khắc này, Phương hàng lặng lẽ tiến nhập chiến trường tiên vương thần niệm lặng lẽ đi theo càng không thành của hoa thiên đô. Càng không thành cũng chính là thiên đô thành hiện tại, vừa tiến vào chiến trường tiên vương liền đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Pháp tắc cuồng bạo mà nguy hiểm đều bị đẩy lui, từng đạo thần vật bị hút vào bên trong thành trì, gia tăng thêm lực lượng cho nó. Tà Linh, cương thi sinh trưởng trong chiến trường tiên vương cũng khó tránh khỏi vận rủi. Trước kia, những cao thủ 14-15 kỷ nguyên như chúa tể càng khôn, chúa tể âm dương. Tiến vào chiến trường tiên vương đều phải cẩn thận, sợ lâm vào kết cục vạn kiếp bất phục. Nhưng hiện tại, hoa thiên đô lại nên ngang đi vào, trực tiếp cướp bóc. Ẩm uhm. Một cương thi tà linh với tu vi 13 kỷ nguyên từ dưới pháp tắc cuồng bạo trong chiến trường tiên vương xung phong liều chết đi ra. Tà linh này cao tới vạn trượng, cầm trong tay một đôi chiến chùi thật lớn màu đồng thau. Mỗi một chùi y đạo như đại sơn, va chạm với nhau đủ khiến thiên quân bình thường trực tiếp chấn động mà chết. Nhưng là cương thi tà linh cường đại này vừa xuất hiện ở bên ngoài càng không thành, lập tức bị một cự thủ cùng cùng nắm lấy bắt chặt, hoàn toàn trấn áp tà linh này. Sau đó, Thái Hoàng Thiên áp giải tà linh này tới trước mặt Hoa Thiên Đô, giáo chủ, không ngờ lại bắt được chúa tể cự chù y. Chúa tể cự chù y này khi còn sống là một cao thủ thiên quân nhiều kỷ nguyên, đôi cực chù y này là thần vật hiện tại sinh dân thi thể này lên cho giáo chủ, hy vọng giáo chủ có thể mượn dùng hắn, lần nữa gia tăng tu vi lên cảnh giới cao thâm hơn. Được. Chúa tể cự chù y. Cương thi này chỉ sợ cũng sẽ rất nhanh đột phá tu vi 14 kỷ nguyên. Tuy nhiên, hắn quá mức hung ác, ta chỉ có thể hút hắn vào trong hồ lô càng khôn, sau khi tinh lọc sẽ biến thành một trận nhãn của trận pháp này. Từ mi tâm hoa thiên đô đột nhiên bắn ra một đạo quang hoa, bên trong đó là một chiếc hồ lô nho nhỏ. Cái miệng hồ lô nhằm ngay lấy chúa tể cự chù y, vũ cái đã hút vào bên trong. Lập tức, từ bên trong liền truyền ra từng trận âm thanh lõm bõm. Một chúa tể cự chù y hoàn toàn mới chỉ lớn bằng một hại bụi xuất hiện trong máu huyết hoa thiên đô. Đáng giận. Tuy rằng ta dùng ngàn vạn thiên quân và tài linh luyện chế đại trận, biến thành trận nhãn nhưng vẫn cảm giác không được hoàn mỹ, còn kém kỹ nguyên thần trận của Phương Hàng rất nhiều lực lượng của những thiên quân này pha tạp không tinh khiết, ta muốn hấp thu, khí tức cũng trở nên pha tạp, ảnh hưởng tới tu vi của ta. Trong khi hoa thiên đô vận chuyển pháp lực thì cảm giác không được như ý, không khỏi gầm lên một chút. Hắn giao thủ với Phương Hàng nhiều lần, cảm thụ sâu sắc đối với sự lợi hại của kỷ nguyên đạo của Phương Hàng, sau khi thôn vệ chư thiên thì hòa hợp tất cả thần vật làm một thể, tuy hai mà một. Nhưng hắn lại không làm được như vậy đơn giản là liên hợp rất nhiều thiên quân, khí tức pha tạp đã khiến hắn không thể khống chế được. Vốn hắn muốn học cách cắn nuốt vô số tồn tại cường đại như Phương Hàng để gia tăng pháp lực nhưng đáng tiếc chính là lại không thể. Điều đáng tiếc chính là hắn dù hấp thu nhiều thứ này nọ nhưng đã cảm giác khó có thể khống chế, không thể tin lọc. Dường như trong chư thiên chỉ có kỹ nguyên đạo của Phương Hàng mới có được đặc tính cắn nuốt như vậy. Bất kể là cắn nuốt cái gì đều có thể tiêu hóa hoàn mỹ kỷ nguyên đạo ẩn chứa hết thảy. Mọi thứ đều nằm ở trong đó. Giáo chủ không cần nóng vội. Tu vi chắc chắn sẽ tăng tiến. Tên phương hàng kia là dị số trong thiên địa, đi từng bước mới có ngày hôm nay. Còn ngài lại khác, hôm nay đại thế đã thành, chỉ cần tìm ra vị trí phương hàng là có thể diệt cả nhà hắn. Đúng rồi, ta vừa rồi đạt được ý niệm của tạo hóa tiên vương, nói rằng ở sâu trong chiến trường tiên vương này ngoại trừ thi hài của hoàng tuyền đại đế ra còn có thi hài của viễn cổ tam hoàng, cũng đã biến thành cương thi tài linh. Ngài nhất định phải đạt được chúng, những thứ này đều có duyên với phương hàng. Nếu ngài chiếm được sẽ lấy đi một phần số mệnh của Phương Hàn, hoàn toàn có thể giết được hắn, khiến hắn không có cơ hội chuyển mình nữa. Thái Hoàng Thiên lại cúi đầu bẩm báo, hoàn toàn mất đi khí phách uy chấn thiên hạ trong phàm giới. Thi hài của Viễn Cổ Tam Hoàng sao? Tốt lắm. Hoa thiên đô siết chặt quyền đầu, đều là của ta. Phương Hàng đừng mơ tưởng chiếm được. Chỉ cần hắn xuất hiện, đó chính là ngày chết của hắn. Ha ha ha. Đúng lúc này, bên ngoài thiên đô thành truyền lên vô số tiếng hoang hô, sau đó chúa tể tiên huyết, chúa tể âm dương, lưỡng nghi tổ sư với tu vi 14 kỷ nguyên mang theo một bộ xương với tay cầm lãnh diễm cứ, cây Cư đi tới trước mặt hoa thiên đô. Chúng quỳ xuống, dập đầu nói, giáo chủ, chúng ta lại bắt tới một khí linh cường đại, là chúa tể lãnh diễm. Ung, um, lui ra đi. Hồ lô càng không trên mi tâm hoa thiên đô lại chuyển, hút lấy thi thể chúa tể lãnh diễm vào trong tẩy lễ. Hoa thiên đô nhìn về phía chúa tể tiên huyết nói, chúa tể tiên huyết, tuy rằng bản tọa lấy con gái ngươi nhưng vì đối xử bình đẳng, cũng phải thu đi chữ huyết trên người ngươi, ngươi hiểu chứ? Cái này trên mặt chúa tể tiên huyết hiện ra vẻ khó xử hừ ngươi không trung thành với bổn tọa sao hoa thiên đô hừ lạnh một tiếng sát khí thoáng hiện tha mạng giáo chủ tha mạng lập tức chúa tể tiên huyết liên tục dập đầu cùng lúc đó huyết linh công chúa được hoa thiên đô thu làm hậu cung cũng đi ra cầu xin giáo chủ xin hãy nhìn vào sự trung thành của phụ thân mà tha cho người một mạng phụ thân nhất định sẽ ngoan ngoãn dân chữ khuyết lên cho ngài. Vân vân vân. Giáo chủ, ta xin dân hai tay. Chúa tể tiên huyết lập tức dân chữ khuyết mà hắn tu luyện một đời lên, để hoa thiên đô thu đi. Được rồi, lần này ta tạm tha cho ngươi. Tuy nhiên, tội chết có thể miễn nhưng khó thoát mang vạ. Lưỡng nghi tổ sư, ngươi đi lên đánh chúa tể tiên huyết một trăm cái, để cho hắn nhớ, cũng khiến mọi người nhớ kỹ tất cả các ngươi đều là của ta của hoa thiên đô ta hiểu chứ âm thanh ác nghiệt của hoa thiên đô vang lên pháp lực xâm nhập sâu trong linh hồn mỗi người khiến ai ai cũng thấy rét lạnh dưới sự uy hiếp mạnh mẽ của hoa thiên đô tất cả cao thủ đều không thể động đậy cũng không dám có chút phản kháng hắn hoàn toàn khác với phương hàn luôn nhẹ nhàng đối đãi môn nhân che chở cho những đệ tử dưới trướng hoa thiên đô có thể dùng bất cứ kẻ nào dưới trướng làm vật hy sinh trong mắt hắn hết thảy đều là con kiến bất cứ lúc nào đều có thể tiêu diệt hiện tại hắn không cần sự ôn hòa mà dùng sự ác nghiệt để trấn áp dùng thủ đoạn tàn khốc khiến những người nơi này mất đi tự tôn triệt để nghe lời hắn bị hắn tẩy não dưới ánh mắt vạn chúng lưỡng nghi tổ sư từng gần như vô địch ở giới thượng giới chỉ thua mỗi chúa tể càng không sợ hãi đứng lên đi tới trước mặt chúa tể tiên huyết rồi đánh ra từng tác một làm cho chúa tể tiên huyết cũng phải văng máu. Chúa tể tiên huyết, đừng trách ta. Đây là ý tứ của giáo chủ, ta không thể cãi lời. Tuy rằng được tác người khác nhưng trong lòng lưỡng nghi tổ sư cũng vô cùng chua xót. Trước mặt biết bao người, chúa tể tiên huyết bị tác cho hộp máu, vẫn quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích, vô cùng nhục nhã nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của hoa thiên đô thì vẫn phải chịu đựng khuyết linh công chúa tràn đầy nước mắt lại bị hoa thiên đô ôm lấy nhớ kỹ chưa tất cả các ngươi đều là của bổn tọa bổn tọa bảo các ngươi làm gì các ngươi phải làm linh hồn của các ngươi đều thuộc về ta vâng chúng ta không dám vi phạm chủ ý của giáo chủ lúc này tai nạn vĩnh hằng hỗn độn sát lục lôi đế đều quỳ xuống vô cùng ngoan ngoãn. Ung um. Hoa thiên đô vừa lòng gật đầu, biết mắt nhìn ra liền thấy bên trong thiên đô thành, ngàn vạn thiên quân đều im bặt như tờ, không dám vi phạm bất cứ mệnh lệnh nào của hắn nữa. Đồng thời, hoa thiên đô cảm giác được sự sợ hãi trong lòng mọi người, tự cảm thấy vô cùng khoái ý. Thiên đô thành nhanh chóng di chuyển biên trong chiến trường tiên vương, dưới sự áp chế của hoa thiên đô, tất cả cao thủ đều toàn lực ứng phó, vận chuyển lực lượng tới cực hạn một đường đi tới, tất cả tà linh, pháp bảo, hài cốt đều bị hắn thu thập, hút vào trong hồ lô càng khôn, bị hoa thiên đô ngưng luyện thành nguyên khí tinh thuần. ầm ầm. Đột nhiên, lúc này thiên đô thành như dụng phải vào một thứ vô cùng khổng lồ, toàn bộ thành trì lay động kịch liệt, một cổ kết giới vô hình trắng trước mặt thiên đô thành. Kết giới này có nhan sắc hoàn tuyền, màu vàng thẫm không ngừng lưu chuyển, quỷ thần khó lường. Đây chính là lực lượng hoàng tuyền, vô biên vô hạn, ma ý, sát phạt ý tán phát ra, quả thực không gì sánh kịp, làm cho người ta không dám có ý nghĩ tới gần. Hoàng tuyền đại kết giới, luân hồi chi địa. Thái hoàng thiên thép dài, giáo chủ, đây chính là nơi của thi hài hoàng tuyền đại đế, chúng ta từng tiếp cận nơi này nhưng dù tấn công thế nào cũng không thể tiến vào bên trong, không thể phá vỡ được đại kết giới này. Năm đó, Hoàng Tuyền Đại Đế chiếm được toàn bộ tu vi của Luân Hồi Đạo Nhân, thi hài cứng rắn, pháp lực cao cường, giáo chủ phải cẩn thận. Hừ, bổn tọa còn cần ngươi nhắc nhở sao? Bổn tọa đã sớm thấy rõ hết thảy rồi. Hoa thiên đô hừ lạnh một tiên, đứng lên hô lớn, tạo hóa thần khí hồ lô càng khôn. ầm ầm, Một tiếng nổ kinh thiên động địa từ hoàng tuyền đại kết giới truyền ra. Thì ra hoa thiên đô nháy mắt đã đánh ra một quyền vào mặt kết giới, khiến kết giới xuất hiện một lỗ thủng sau đó hồ lô càng khôn trên mi tâm hắn bay ra, nhắm ngay đại kết giới phát ra hấp lực. Tất cả mọi thứ như trăm sông đổ biển, tiến nhập hết vào trong hồ lô. Đi! Tiến nhập vào trong. Hoa thiên đô dẫm chân, vi chấn bát phương, khí thôn sơn hà, cửu châu gia diệt, mang theo thiên đô thành xâm nhập vào trong đại kết giới rồi biến mất. Ngay khi toàn bộ càng không thành biến mất ở sâu trong hoàng tuyền đại kết giới, một bóng hình xuất hiện nơi này, chính là Phương Hàng hắn nhìn dấu vết hoa thiên đô để lại trên mặt hiện ra vẻ tươi cười hoa thiên đô thật là uy phong thật là khí phách muốn thu lấy thi hài hoàng tuyền đại đế sao quả thực là si tâm mộng tưởng trong khi lên tiếng hắn cũng tiến nhập vào bên trong ồ quả nhiên ta cảm giác được khí tức của tâm ma lão nhân xích viên ma tôn vừa xâm nhập vào trong hắn liền tập trung vào những khí tức quen thuộc cùng lúc đó hoa thiên đô mang theo vô số cao thủ và thiên đô thành bay nhanh vào sâu trong đại kết giới nơi này chỗ nào cũng có khí tức của thần vật mỗi một thứ thần vật thậm chí còn đều là thứ quý hiếm ở giới thượng giới nào là thiên tôn thần thạch thái cực thân thiết cái gì cũng có những thần vật này đều từng bị luyện chế gắn trên mặt đất hợp thành một tòa đại trận đại biểu cho luân hồi mà trung tâm của toàn bộ đại kết giới này có một thân thể cao lớn vô cùng toàn thân tinh oánh đây không phải là hài cốt mà là thân thể rất sinh động, làn da sáng bóng, tinh tế, giàu tính co giãn, không phải là loại thân thể cương thi như bàn võ tiên tôn. Đây là thi thể hoàng tuyền đại đế. Cốt tốt tốt. Rốt cục tìm được thi hài hoàng tuyền đại đế rồi. Cường đại thật, thật mạnh mẽ, một thân thể vô cùng hoàng mỹ. Nhìn thi hài ngồi ngay ngắn ở trung ương hoàng tuyền đại kết giới, ngay cả hoa thiên đô cũng không kìm nổi phải ca ngợi kịch liệt. Hắn rốt cục không kiềm chế được, đột nhiên ra tay. Năm ngón tay hắn bắn ra chân khí, mỗi đường chân khí đều như trường long mênh mông, truyền xa mấy ức dặm, trực tiếp đánh lên thi hài Hoàng Tuyền Đại Đế, muốn trực tiếp phá vỡ phong ấn, cướp trở về. Nhưng ngay tại thời khắc này, Hoàng Tuyền Đại Đế mở hai mắt, một đạo hào quang luân hồi trực tiếp đánh ra. Vô số đại đạo tiên thuật hiện lên trong ánh mắt hắn, cũng chỉ một kích, hắn đã hoàn toàn đánh tan chân khí của Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô có tu vi 16 kỷ nguyên, chấn thước cổ kim. Với đạo thuật của hắn chỉ cần vừa ra tay, cơ bản không có mấy người có thể ngăn cản được. Hơn nữa hắn thu đủ loại thần vật và tự thể, pháp lực càng lúc càng mạnh mẽ, gần như đạt tới 16 kỷ nguyên đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá 17 kỷ nguyên, đạp phá tuyên cổ. Nhưng hiện tại, thi hài hoàng tuyền đại đế kia chỉ cần một ánh mắt cũng đủ đánh tan đạo thuật của hắn. Thi hài này rốt cục mạnh đến mức nào? Được được được. Thật sự rất mạnh, chỉ sợ Tu Vi đã tiếp cận 17 kỷ nguyên rồi. Hoa Thiên Đô thấy một màn này chẳng những không cố kỵ mà ngược lại, trong lòng càng thêm vui mừng, chiếm được thi hài hoàng tuyền đại đế này, dung nhập vào trong thân thể, ta mượn dùng tinh hoa này phá tan Tu Vi 17 kỷ nguyên, tam sinh duyên, sáng lập tất cả. Thân thể hắn bay lên, hai tay huy vũ, đánh ra mấy trăm đạo thần mang, tam sinh thạch xuất hiện trên ngực hắn, quy lực tuyệt luân. Đạo đạo tam sinh thần quang bắn ra, cắt qua hoàng tuyền đại kết giới, công kích về phía thân thể hoàng tuyền đại đế. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên đô thành cũng rung rẩy, tất cả cao thủ, ngàn vạn thiên quân liên hợp lại, khí thế thiên quân vạn mã. Vô số đại tiên thuật, đại quy tắc gần như bao phủ thiên địa. Nhiều thiên quân như vậy liên thủ, hơn nữa với uy lực của hoa thiên đô, cho dù là tiên vương cũng phải cố kỵ. Hoàng tuyền đại đế dù mạnh tới mấy cũng căn bản không thể ngăn cản được, bị đánh cho liên tiếp lui về sau, thân thể cao lớn cũng bắt đầu xuất hiện những vết rách. Chư thiên luân hồi. Ông. Trong khi liên tục lui về phía sau, thi hài hoàng tuyền đại đế như kích phát tiềm lực cường đại nhất sâu trong lòng, trực tiếp đứng thẳng lên, đánh ra một quyền về phía bầu trời. Đây là một kích mạnh nhất của luân hồi đạo nhân, chư thiên luân hồi. Toàn bộ thiên đô thành dưới một kích này bị dập nát, hóa thành tương hồ, dảo toái thành phấn mạc, mỗi người như biến về thời còn trẻ tuổi. A, à, sao lại thế này? Lực lượng của ta đang nhanh chóng suy yếu, thân thể của ta như biến về thời thiếu niên, pháp lực đang giảm xuống, cảnh giới đang rút lui. Ta dường như đã ngã vào trong luân hồi, nghe đồn đây chính là đại tuyệt sát thuật chư thiên luân hồi, là tuyệt học vô thượng của luân hồi đạo nhân sư đệ của hồng môn đạo nhân. Tuy rằng không phải là tiên vương nhưng luân hồi đạo nhân cũng không thua kém tiên vương bao nhiêu. Toàn bộ những người có tu vi thấp kém trong thiên đô thành không ngờ trực tiếp bị trở về thời nhô yếu, pháp lực và cảnh giới mất hết. Một chiêu chư thiên luân hồi quả thật hung mảnh như vậy. Năm đó, luân hồi đạo nhân đúng là một nhân vật ngoan độc. Tam sinh thạch, định trụ tam sinh, mọi người đều trở lại thời đại cường thịnh nhất đi chư thiên luân hồi, phá cho ta. Hoa thiên đô thấy một màn này thì thét dài một tiếng, lần nữa thúc giục tam sinh thạch. Ba đạo thần quang, ánh sáng kiếp trước, kiếp này, kiếp sau đang xen vào nhau, trực tiếp đánh nát chư thiên luân hồi. Toàn bộ thiên đô thành liền được tam sinh thần quang bao phủ, tất cả đệ tử bị suy yếu liền khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, một cổ khí tức thanh xuân, nhộn nhạo mở ra. Tất cả cao thủ thiên đô thành dưới sự gột rửa của tam sinh thạch, mỗi người đều trở lại trạng thái đỉnh phong, sinh mệnh cũng hùng hậu hơn. Đây là cảnh giới mạnh nhất của tam sinh thạch, một khi tế ra có thể gia trì vô thượng, khiến sinh mệnh càng hùng hồn. Toàn bộ uy lực của thiên đô thành lập tức gia tăng nhiều, vô số đạo nguyên khí xé rách hoàng tuyền đại kết giới. Thi hài hoàng tuyền đại đế mãnh liệt vọt lên, như muốn tránh né phong mang, tránh khỏi bị hoa thiên đô và ngàn vạn thiên quân vây khốn không thể thoát đi. Thi hài hoàng tuyền đại đế tuy rằng hung mảnh nhưng vẫn không thể chống lại nhiều cao thủ như vậy được. Nếu chỉ là một người hoa thiên đô, hắn thật ra còn có sức đánh một trận. Nhưng mấy ngàn vạn thiên quân của toàn bộ thiên đô thành, dưới sự dẫn dắt của hoa thiên đô, chìm đắm trong thần quan của tam sinh thạch, mỗi người đều ở trạng thái đỉnh phong, sinh mệnh dồi dào thì quả thật có thể tương đương một nhân vật vô thượng có tu vi 17, thậm chí 18 kỷ nguyên khi hài hoàng tuyền đại đế không phải là đối thủ. Chết tiệt! Hoa thiên đô, ngươi sao lại mạnh mẽ như vậy? Hoàng tuyền đại đế gào rít mãnh liệt. Bên cạnh hắn, một sinh vật như Hoàng Long cũng phát ra những tiếng gào rít, trực tiếp chạy trốn. Sinh vật như Hoàng Long này không ngờ là Diêm. Anh Linh Vong Tình Thủy, Hoàng Tuyền Hà, từ khi bị Phương Hàng phái nhập Thái Nhất Môn nằm vùng thì tiêu thất, không ngờ lại ở trong chiến trường Tiên Vương, tu luyện cùng thi hài hoàng tuyền đại đế. Hiện tại, tu vi của Diêm không ngờ đã tấn chức tới thiên quân, hơn nữa còn có tu vi 10 kỷ nguyên, trong giới thượng giới cũng coi như nhân vật thoải mái tung hoành, có thể nói là đột phi mảnh tiếng. Tuy nhiên, ở trước mặt ngàn vạn thiên quân và hoa thiên đô, hắn còn chưa bằng một con kiến, gần đất xa trời, sinh mệnh chi hỏa bất cứ lúc nào có thể bị dập tắt. Đúng lúc này, Diêm đã thấy rõ hoa thiên đô. Đối với Hoa Thiên Đô, hắn có thể nói là hiểu rõ chân tơ kẻ tóc, hiện tại tuyệt đối không ngờ lại mạnh mẽ như vậy, ngay cả thi hài hoàng tuyền đại đế cũng không thể làm gì được. Ta phải nói cho Phương Hàng, Hoa Thiên Đô này không ngờ lại lợi hại như vậy. Trong lòng Diêm là một mảnh hỗn loạn. Thì ra là một con tiểu long, Diêm, khí linh của Hoàng Tuyền Đồ, năm đó ở trong thế tục, Phương Hàng chính là dựa vào Hoàng Tuyền Đồ mới phát tài. Cũng tốt, cả ngươi và thi hài hoàng tuyền đại đế ta đều thu miễn cho phiền toái sau này hoa thiên đô là tu vi loại nào chỉ liếc mắt cái đã nhận ra diêm thân thể hắn trực tiếp bay ra khôi thiên đô thành bước tới từng bước một quyền đánh ra như cổ thần sơn mang theo vũ trụ phong bạo đánh mạnh về phía trước ảm thi hài hoàng tuyền đại đế cũng thi triển luân hồi quyền pháp giao thủ với hoa thiên đô nguyên thủy quyền cước bộ hoa thiên đô hơi dừng lại thúc giục pháp lực tất cả nguyên khí trong khu vực này đều bị hắn vào trong thân thể quyền pháp mạnh nhất của chúa tể nguyên thủy phá diệt luân hồi một quyền đánh ra khí tức nguyên thủy bắt đầu đằng không bay lên toàn thân hoa thiên đô mỗi một khối đều ẩn chứa lực lượng vô cùng một giọt máu huyết đầu ẩn chứa khí tức hủy diệt mạnh mẽ hắn chính là ma thần vì hủy diệt mà sinh thi hài hoàng tuyền đại đế dường như chỉ còn bản năng chiến đấu. Không chút bí kỵ, khi trưởng, khi trảo, khi quyền, khi chỉ, mạnh mẽ chống lại nguyên thủy quyền. Thiên đô thành, thúc giục đại trận, la võng đang xen. Dưới ý niêm của hoa thiên đô, tất cả thiên quân trong thiên đô thành lại bố trí thành trận pháp, hình thành thiên la địa võng, bao phủ lấy thi hài hoàng tuyền đại đế vào trong. Toàn thân diêm vừa động, chỉ thấy pháp lực toàn thân cũng khó vận chuyển. Thi hài hoàng tuyền đại đế cũng hoạt động chậm lại. Càng không phong ấn. Hoa thiên đô lại biến đổi chiêu thức, không ngờ đánh ra từng đọa gông xiền lên thân thể hoàng tuyền đại đế. Sắc mặt Diêm đại biến. Diêm, ta muốn biến ngươi thành một con chó, giết chết ngay trước mặt phương hàng. Hoa thiên đô một mặt thi triển càng không phong ấn, một mặt nhìn Diêm, năm ngón tay duỗi ra như muốn chộp lấy nó sắc mặt diêm lộ vẻ sợ hãi căn bản không thể ngăn cản được sự hung tàn của hoa thiên đô hoa thiên đô ngươi thử động vào diêm xem đúng lúc này một thanh âm vang lên một thân ảnh không ngờ xuất hiện trong phiến không gian này không hề sợ hãi phong ấn và áp lực một tay người này bổ ra tất cả phong ấn liền như giấy bị xé rách tả tơi hắn chuyển thế thành trảo bắt lấy diêm sau đó lại đánh ra một chưởng mạnh mẽ giao kích với hoa thiên đô càng không nhất kích hoa thiên đô cũng gần như không kịp nghĩ ngợi thúc giục căn nguyên bột phát ra một kích hủy diệt vĩnh sinh thần bóng người kia trong giao kích cũng thét dài vô số vĩnh sinh khí cuồn cuồn xuất hiện hình thành hải dương vô biên vô tận thiên tượng dũng động ba đào mãnh liệt vô số pháp lực liên tục ngưng tụ thành vĩnh sinh thần những vĩnh sinh thần này chỉ lớn bằng ngón tay cái nhưng mỗi tên đều có tu vi 10 kỷ nguyên, như hằng hà sa số, vừa tiếp xúc với càng không nhất kích liền bùng nổ. ầm 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 hoa thiên đô bị chấn động làm cho chân khí thiếu chút nữa đã tan rã. Hắn chấn động, tam sinh thạch trong cơ thể cố gắng ổn định nguyên khí rồi lóe lên, tiến nhập vào trong thiên đô thành, chiếm đoạt ngàn vạn thiên quân căn nguyên. Hắn vừa mới ổn định lại, sắc mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, nhìn chầm chầm về phía trước. Chỉ thấy, khách tinh lớn nhất, đối thủ mà hắn mơ ước chiến thắng nhất, Phương Hàng xuất hiện ngay trước mặt mình. Phương Hàng vừa xuất hiện, đại thủ lung tráo, kỷ nguyên thần trận liền hiện ra, không ngờ bao phủ thi hài hoàng tuyền đại đế, sắp luyện hóa trở thành một trận nhãn của kỷ nguyên thần trận. Thi hài hoàng tuyền đại đế đang không ngừng giải dụ, bạo đánh, không chịu hàng phục. Vì hắn đã là tà linh, không còn là hoàng tuyền đại đế uy danh hiển hách năm đó dù là Phương Hàng muốn hàng phục cũng hao phí rất nhiều tâm sức. Phương Hàng Hoa Thiên Đô rống lớn Hoa Thiên Đô, không thể tưởng được ngươi cuối cùng vẫn còn bạo phát, cắn nuốt chúa tể càng khôn, tu luyện tới cảnh giới hiện tại, thật không dễ dàng chút nào. Những tiên vương kia trợ giúp ngươi, luôn chiều ngươi thành hư, nhưng vẫn còn kém chút. Phương Hàng một mặt áp chế hoàng tuyền đại đế, một mặt mỉm cười nói.